Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 544. Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Nhậm Thiên Nữ ba người, cất bước leo lên đài đi, dựa theo thứ tự đứng vững. Diệp Thần ở giữa, vì quán quân, Ma Phi Thiên cùng Thiên Nữ ở hai bên người hắn. Phía dưới, cho mời Nguyên Thiên Đế Chí Tôn, vì ba vị người chiến thắng trao giải. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cao giọng nói. Toàn trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay, Nguyên Thiên Đế trên mặt lấy mỉm cười, chậm rãi từ phía sau đài đi ra, đi theo phía sau mấy cái thị nữ, mỗi cái thị nữ trong tay nâng một cái mâm vàng, dùng vải đỏ bao trùm. Nguyên Thiên Đế đi đến trước sân khấu, tới trước đến thiên nữ trước mặt, nói thiên nữ, ngươi có thể cầm tới người thứ ba, là thật không dễ, ta ban thưởng ngươi kim tinh mã não, vật này có thể trợ ngươi lớn mạnh thần Chu Thiên Kiếm, đây là ngươi nên được ban thưởng. Nguyên Thiên Đế vẫy tay một cái thị nữ đi lên phía trước, hắn đem mâm vàng bên trên vải đỏ vạch trần, vải đỏ hạ là một cái hộp, đựng trong hộp lấy một luồng kim ngọc màu sắc thạch tùy, lộ ra ôn nhuận tinh thuần linh khí. Thiên nữ vui vẻ, nói, đa tạ sư phụ, nhận kim tinh mã não, loại thiên tài địa bảo này, đối nàng thối luyện thần Chu Thiên Kiếm, đích thật là có thiên đại tác dụng. Nguyên Thiên Đế lại đi đến Ma Phi Thiên bên người, vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ. Nói, Ma Phi Thiên, ngươi chính là kia trên bờ cực đạo Ma Tôn, luận bối phận, ngươi cùng ta cùng thế hệ, ta cũng không có tư cách cho ngươi trao giải. Ma Phi Thiên khoanh tay, cười lạnh nói, này chút nói nhảm cũng không cần nói, ta chẳng qua là một cái thiên nguyên cảnh tiểu nhân vật, làm sao có thể cùng Nguyên Thiên Đế đại nhân so sánh đâu. Mau đưa phần thưởng cho ta đi. Hắn mặc dù không thể đoạt giải quán quân, nhưng tốt xấu là người thứ hai, cũng là có thể thu được phong phú phần thưởng. Nguyên Thiên Đế vẫy tay, lại một cái thị nữ bưng mâm vàng đi lên, hắn đem mâm vàng bên trên vải đỏ vạch trần, một cái lưu ly bình hiện ra, trong bình chứa một luồng tinh thuần máu tươi. Đây là thời đại viễn cổ, đấu chiến thần máu, hắn nghĩ đạp phá thiên nói, nghịch thiên mà đi, cuối cùng bị thiên đạo giết chết, máu nhuộm thương khung, ta góp nhặt một chút máu tươi của hắn, đối ngươi tu luyện nghĩ đến rất có ích lợi. Nguyên Thiên Đế đem cái kia bình tinh huyết, cầm lên đưa cho Ma Phi Thiên. Mặc dù, chân lý sẽ trận doanh ngưỡng vọng quang minh, cùng Ma Phi Thiên đã định trước thủy hỏa bất dung, nhưng Nguyên Thiên Đế là đại khí người, nếu Ma Phi Thiên lấy được Á Quân, hắn tự nhiên cũng sẽ không cố ý chèn ép, càng sẽ không keo kiệt, nên cho ban thưởng vẫn là sẽ không thiếu. Hừ, cũng chỉ có như thế điểm, rác rưởi. Ma Phi Thiên mục thời gian lạnh, không chút nào che giấu bất mãn của mình, nhận lấy cái kia bình đấu chiến thần tinh huyết về sau, trực tiếp liền đi xuống đài. Đài bên trên bầu không khí, lập tức có chút xấu hổ, bất quá dưới đài khán giả, cũng là không có cái gì kỳ quái, người người đều biết Ma Phi Thiên tính nết, hắn chịu ngoan ngoãn nhận lấy phần thưởng, không có đại náo hội trường, đã coi như là hết sức khách khí. Nguyên Thiên Đế mỉm cười, cũng không ngại, đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần khẽ khom người hành lễ, tâm tình cũng là có chút điểm nóng bỏng lên, không biết thuộc về hắn phần thưởng sẽ có cái gì. Nguyên Thiên Đế nói. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đoạt được lần này tinh không tranh bá thi đấu tổng quán quân, phần thưởng của ngươi, là toàn bộ sơn thần giới. Này tiếng nói vừa ra, toàn trường người xem đều oanh động, phát ra một hồi hâm mộ tiếng hô. Người người đều biết, Nguyên Thiên Đế tại sơn thần giới kinh doanh nhiều năm, sơn thần giới địa mạch, sớm đã bị hắn cải tạo qua, ẩn chứa vô tận thần thánh hào quang, có thể tầm bổ ra tốt nhất dược liệu, tốt nhất khoáng vật, cường đại nhất linh thú. Hiện tại Diệp Thần cầm tới tổng quán quân, toàn bộ sơn thần giới đều là của hắn rồi, vô tận bảo tàng, vô tận thiên tài địa bảo, giá trị to lớn, không thể tưởng tượng nổi, coi như Nguyên Thiên Đế di chuyển, đem sơn thần giới khố tàng mang đi, nhưng cái thế giới này, linh khí như thế dồi dào, pháp tắc hoàn mỹ như vậy, như thế thần thánh quang minh, về sau không sớm thì muộn có thể sinh sôi ra mới thiên tài địa bảo, hưởng dụng vô tận. Ta ban thưởng ngươi thiên đường vương miện, ngươi lên ngôi về sau. Liền có thể chấp trưởng sơn thần giới địa mạch. Sơn thần giới bên trong, hết thảy pháp trận, đạo đài, động thiên phúc địa, cấm địa, kỳ quan, người có khả năng tự do xuất nhập cùng khống chế. Nguyên Thiên Đế theo thị nữ trong tay, tiếp nhận đỉnh đầu màu bạch kim vương miện, liền thay Diệp Thần mang theo. Đây là sơn thần giới quyền hành biểu tượng, thiên đường vương miện. Sơn thần giới tuy là triều thiên sơn thần xây dựng, nhưng trên thực tế là Nguyên Thiên Đế phát triển lớn mạnh. Một tay chế tạo phồn vinh, cho nên sơn thần giới quyền hành biểu tượng, cùng triều thiên sơn thần không có nửa điểm liên hệ,
liền là đỉnh đầu màu bạch kim thiên đường vương miện, ẩn chứa nguyên thiên đế thiên đường hào quang, còn có đối quang minh cùng chân lý hướng tới. Ông, Diệp Thần mang lên thiên đường vương miện, lập tức một cỗ sáng chói mênh mông thánh quang, liền từ trên người hắn nở rộ mà ra, chiếu rọi toàn bộ sơn thần giới, thánh quang lại diễn hóa thành một bộ chí tôn quý giá đế bào, khoác ở trên người hắn, hắn trực tiếp trở thành sơn thần giới chúa tể. Diệp Thần hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy mang lên thiên đường vương miện về sau, thánh quang khuếch tán ra, thần thức của hắn, cũng đi theo trải rộng toàn bộ sơn thần giới. Sơn thần giới hết thảy huyền bí, vương triều thành chỉ phân bố, linh thú điểm tụ tập, núi non sông ngòi hướng đi, dược liệu khoáng vật tế bào sinh trường, các loại pháp trận cùng cấm địa cơ yếu, toàn bộ sông lên Diệp Thần tâm đầu. Ngoại trừ không thể trưởng khống tinh không thần sơn bên ngoài, hắn đã có khả năng trưởng khống toàn bộ sơn thần giới cương thổ, cái thế giới này sinh linh, sinh tử vận mệnh cũng toàn bộ do hắn trưởng khống. Như vậy trưởng khống thiên địa cảm giác, làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn, về sau hắn tại sơn thần giới tu luyện, đại lượng hấp thu linh khí, cũng có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Dưới đài, sơn thần nhìn thấy Diệp Thần mang lên thiên đường vương miện, da mặt run run một hồi, sát ý chậm rãi hội tụ, trong ánh mắt lộ ra sâu lắng vẻ oán độc, lại cũng không thể tránh được. Nguyên thiên đế tiếp tục cho Diệp Thần trao giải, ta lại ban thưởng ngươi thánh linh phù cùng tinh thiên ký linh quyết, thánh linh phù có thể trợ ngươi trưởng khống tinh không thần sơn, đến mức tinh thiên ký linh quyết, có thể nhường linh hồn của ngươi, ký thác vào tinh không bên trong thần trì, bất tử bất diệt, vô hạn phục sinh. Dĩ nhiên, tử vong là nhân sinh đại khủng bố, coi như ngươi có thể phục sinh, kinh khủng cùng hắc ám cũng sẽ tích lũy lắng đọng thành ma chướng, thậm chí khả năng khiến đạo tâm bị long đong. Cho nên, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi nhớ lấy, mặc kệ lúc nào, đối với sinh mạng đều phải gìn giữ kính sợ cùng coi trọng. Diệp Thần gật đầu nói, đúng, đa tạ nguyên thiên đế tiền bối dạy bảo. Hắn theo nguyên thiên đế trong tay, nhận lấy thánh linh phù cùng tinh thiên ký linh quyết. Thánh linh phù là một đạo màu bạc trắng phù chiếu, lấp lánh người ánh sáng thần thánh, Diệp Thần trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, ông một tiếng, hắn liền cảm thấy mình thể xác tinh thần, cùng toàn bộ tinh không thần sơn, thành lập kỳ diệu liên lạc. Tinh không thần sơn là đặc thù tồn tại, chỉ dựa vào thiên đường vương miện còn không thể trưởng khống, cần lại chấp trưởng này đạo thánh linh phù. Có thánh linh phù về sau, có thể tại tinh không thần sơn tùy ý truyền tống, xuất nhập đủ loại cấm địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối Diệp Thần tới nói, thánh linh phù trọng yếu nhất công năng, liền là khiến cho hắn có khả năng truyền tống đến đỉnh núi đi. Tinh không thần sơn là phi thường cao, không thể hình dung cao, là không không lúc nào không ở gần nhất tinh không bỉ ngạn địa phương, Diệp Thần nghĩ dựa vào chính mình bay đến cuối cùng, trên đường đi phải đối mặt đủ loại cương phong dòng nước lạnh, đủ loại sương mù màn bụi, đủ loại tinh quang phóng xạ, còn có không có biết nguy hiểm, vô cùng gian khổ. Nhưng có thánh linh phù, hắn là có thể trực tiếp truyền tống đi đỉnh núi, xuất nhập tinh không thần chỉ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đến mức tinh thiên ký linh quyết, là có thể nhường Diệp Thần đem chính mình linh hồn, ký thác đến tinh không bên trong thần trì, chỉ cần ao nước không khô kiệt, hắn sẽ không phải chết, có thể vô hạn phục sinh. Không không thời không các cường giả, bình thường có ngàn ngàn vạn vạn đầu tuyến thời gian, đối với sinh tử tỷ lệ sai số cực cao, nhưng Diệp Thần chỉ có một đầu, hắn mặt đối với sinh tử áp lực phi thường lớn. Hiện tại có tinh không thần chỉ trợ lực, hắn liền dễ dàng nhiều, xuất ngoại lịch luyện lời, coi như hắn lọt vào thiên đế oanh sát, bị nghiền xương thành tro, đều có thể tại tinh không thần chỉ phục sinh. Tinh không thần chỉ linh khí chi dồi dào, pháp tắc cường đại, trật tự chi xâm nghiêm, đầy đủ nhường Diệp Thần tại thiên đế cảnh trước kia, đều có thể vô hạn phục sinh. Đương nhiên, chính như nguyên thiên đế nói, vô luận lúc nào, đối với sinh mạng đều phải gìn giữ kính sợ. Mặc dù có thể vô hạn phục sinh, nhưng này không có nghĩa là, Diệp Thần có khả năng lung tung tìm đường chết. Dù sao tử vong là nhân sinh đại khủng bố, coi như sống lại, bóng ma tử vong, cũng sẽ ở đạo tâm bên trên quanh quẩn không tiêu tan, nếu như tử vong số lần quá nhiều, hoặc là tử vong quá trình quá mức thống khổ, bóng mờ liền sẽ hóa thành tâm ma, để cho người ta lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Nhưng bất kể như thế nào, có tinh không thần chỉ trợ lực, Diệp Thần về sau mặt đối với sinh tử, áp lực cũng không cần lớn như vậy. Ở đây người xem, vô cùng hâm mộ nhìn xem Diệp Thần. Tinh không thần sơn, tinh không thần trì, toàn bộ sơn thần giới, đều thành Diệp Thần ban thưởng, này phần tạo hóa cơ duyên,
thực sự quá lớn, đủ để cho mỗi người cực kỳ hâm mộ. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, cũng là lộ ra một vệt ghen ghét phẫn hận vẻ mặt, nếu như hắn đoạt giải quán quân, hắn chiếm cứ sơn thần giới cùng tinh không thần sơn, là có thể đem tử thần giáo đoàn phát triển lớn mạnh, lại ở trên đỉnh núi bố trí đặc thù trận pháp, đem mình tại bỉ ngạn thế giới thần binh pháp bảo triệu hoán xuống tới. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng quán quân, lại không phải hắn, mà là Diệp Thần. Hắn trong lòng cũng là có điểm gây chuyện ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này vừa mới bốc lên, liền bị hắn bóp tắt, hắn biết rõ Nguyên Thiên Đế thực lực, nếu như chính mình gây chuyện lời, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Mà lại, đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ cùng Nhậm Phi Phàm, còn tọa trấn tại đây bên trong, hắn dám gây rối liền là muốn chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần kế thừa Thiên Đường Vương Miện, Thánh Linh Phù cùng Tinh Thiên Ký Linh Quyết. Nguyên Thiên Đế cười nói, ta chân lý sẽ nâng chúng di chuyển đi Mỹ Thần Thánh Giáo, Luân Hồi Chi Chủ, người có khả năng đưa ngươi Luân Hồi trận doanh người, di chuyển tới nơi này, về sau hai chúng ta nhà hợp lại, cùng chống chọi với Hắc Ám cùng Sử Thần, tương lai lại cùng nhau phi thăng bỉ ngạn, rất có triển vọng. Diệp Thần nói, đúng. Nguyên Thiên Đế lại nói, Sơn Thần Giới cùng Tinh Không Thần Sơn bên trong khố tàng, ta sẽ dẫn đi, nhưng có chút vật không mang đi, tinh quáng tài liệu, nguyên ngọc linh mạch, đặc thù dược liệu các loại, vẫn là một bút bảo tàng khổng lồ, người tốt nhất tiến hành lợi dụng, cũng không nên phí phạm. Diệp Thần nói, đúng, Nguyên Thiên Đế tiền bối, ta biết. Nguyên Thiên Đế mỉm cười, nói, rất tốt, liền muốn quay người xuống đài, kết thúc trao giải nghi thức. Diệp Thần thấy thế, vội vàng gọi lại hắn nói, tiền bối chậm đã, người còn quên một sự kiện. Nghe được Diệp Thần, Nguyên Thiên Đế dừng lại xuống bước chân, toàn trường người xem cũng an tĩnh lại, bọn hắn biết Diệp Thần nói sự tình, kỳ thật liền là Hải Nguyệt Thần Nữ Tiêu Mộng Ly. Diệp Thần, Hải Nguyệt Thần Nữ, Sơn Thần ba người ở giữa phân tranh gút mắt, thực sự quá máu chó kích thích, không ít người xem đều nghĩ xem náo nhiệt, lập tức tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, Nguyên Thiên Đế cùng Sơn Thần. Ngô, Nguyên Thiên Đế có chút chần chờ, cuối cùng thở dài một cái, nói. Ngươi cùng Hướng Thiên Tôn giả ở giữa phân tranh, ta đã có quyết đoán, liền tuân theo Hải Nguyệt Thần Nữ bản ý nguyện của người đi. Hắn vẫy vẫy tay, đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng hiểu ý, lập tức gọi ra một cái cánh cửa không gian, sau đó liền đem một cái da thịt tuyết trắng, vô cùng cô gái xinh đẹp, theo cánh cửa không gian bên trong dẫn ra tới, chính là Hải Nguyệt Thần Nữ Tiêu Mộng Ly. Hải Nguyệt. Nhìn thấy Hải Nguyệt Thần Nữ xuất hiện, Sơn Thần lập tức bỗng nhiên đứng dậy, đầy rẫy nóng bỏng cùng khổ sở, kỳ thật hắn cũng không phải trung ái Hải Nguyệt, chẳng qua là Hải Nguyệt Thần Nữ chính là hắn trên danh nghĩa thê tử, hắn coi như đưa nàng giết, cũng không thể để nàng rơi xuống Diệp Thần trong tay. Bằng không, mang theo như thế đỉnh đầu thiên đại nón xanh, hắn đạo tâm trật tự tuyệt đối phải sụp đổ, về sau cũng đừng nghĩ tu luyện làm người, chỉ có tẩu hỏa nhập ma xuống tràng. Tiêu Mộng Ly lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Sơn Thần, tầm mắt chỉ đem lấy một vệt lưu luyến si mê cùng kiên định, nhìn chăm chú Diệp Thần, lòng của nàng sớm đã thắt ở Diệp Thần trên người một người. Nguyên Thiên Đế hỏi, Hải Nguyệt Thần Nữ, ngươi về sau, là muốn cùng Hướng Thiên Tôn giả, vẫn là muốn đi theo Luân Hồi Chi Chủ. Tiêu Mộng Ly không mang theo mảy may lưỡng lự, nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân, ta muốn làm Luân Hồi Chi Chủ nữ nhân. Nguyên Thiên Đế thở dài một tiếng. Phất phất tay nói, vậy ngươi đi đi. Kỳ thật, tại biết Sơn Thần phái phai màu người ám sát Diệp Thần về sau, Nguyên Thiên Đế trong lòng liền có quyết định, chỉ bất quá làm phiền Sơn Thần mặt mũi, hắn không tiện lợi chúng biểu lộ, cho nên nhường Tiêu Mộng Ly chính mình cởi trần tiếng lòng, nhường chính nàng làm lựa chọn. Cái kia cứ như vậy, Tiêu Mộng Ly đi theo Diệp Thần, liền là chủ ý của nàng, không phải sắp xếp của hắn, hắn có khả năng đem nhân quả tiêm nhiễm xuống đến thấp nhất. Tiêu Mộng Ly nghe được Nguyên Thiên Đế chịu thả nàng đi, lập tức kinh hỉ vạn phần, xúc động rơi lệ, nói, đa tạ Nguyên Thiên Đế đại nhân. Liền cất bước hướng Diệp Thần chạy đi. Sơn Thần nhìn thấy một màn này, đâu chịu bỏ qua, vội vàng chặn đường tại Tiêu Mộng Ly trước mặt, nói, không được, không được. Hải Nguyệt, ngươi là thê tử của ta, không cho phép ngươi đi. Hắn đưa tay hướng Tiêu Mộng Ly thủ đoạn chộp tới, Tiêu Mộng Ly chấn kinh, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. Nguyên Thiên Đế sầm mặt lại, cũng không đợi hắn động thủ, đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng đã nhanh chân bước ra, hướng về phía Sơn Thần quát, hướng Thiên Tôn giả, đủ. Còn xin ngươi đừng nhường Nguyên Thiên Đế đại nhân khó làm. Nguyên Thiên Đế thở dài, hướng Thiên Tôn giả,
Hải Nguyệt thần nữ không phải ngươi nhân duyên, ta sẽ mặt khác cho ngươi kiếm nhất đoạn kim ngọc lương duyên, mời ngươi lui ra. Sơn thần gương mặt vặn vẹo, nói, Nguyên Thiên Đế, năm đó ta thay ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi muốn đem thê tử của ta đưa người. Ngươi thật muốn đối đãi ta như thế lương bạc. Thiên Ung hoàng quát, Sơn thần, ngươi câm miệng cho ta. Năm đó ngươi mưu toan trùng kích tinh không bỉ ngạn, thất bại bỏ mình, là Nguyên Thiên Đế đại nhân phân ra đại lượng hương hỏa cho ngươi, ngươi mới có phục sinh cơ hội, ngươi còn dám tại đây dõng dạc. Sơn thần vẻ mặt đau thương, nói, Nguyên Thiên Đế, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong mắt ngươi chỉ có luân hồi chi chủ tiểu tử này, không có ta người bạn cũ này rồi. Nguyên Thiên Đế yên lặng liền là tốt nhất tỏ thái độ. Thiên Ung hoàng quát, Sơn thần, ta lại cảnh cáo ngươi một tiếng. Đừng để Nguyên Thiên Đế đại nhân khó làm. Sơn thần thấy thế, cười ha ha, nói, rất tốt, Nguyên Thiên Đế, ngươi cảm thấy khó làm, vậy cũng chớ làm. Quá khứ ân tình, hôm nay xóa bỏ. Tiếng nói vừa ra, Sơn thần toàn thân linh khí nổ tung, hóa thành một cỗ kinh thiên cột sáng màu trắng, phóng lên tận trời, trực tiếp đem thương khung đều đụng thủng, nguy nga thần thánh cột sáng như kỳ quan cuồn cuộn, chấn nhân tâm phách. Răng rắc, Sơn thần thân thể, đi theo bành trướng lớn mạnh, cơ bắp nổ tung, toàn thân bao trùm lên từng tầng một dày nặng nham thạch, như áo giáp xếp, tràn ngập nổ tung lực lượng. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn đã cất cao đến ngàn trượng, nguy nga như một tôn cự thần. Thấy cảnh này, toàn trường kinh hãi, không nghĩ tới Sơn thần thế mà sẽ trực tiếp làm loạn. Nguyên Thiên Đế nhướng mày, cũng không nghĩ tới Sơn thần lại đột nhiên bùng nổ. Sơn thần tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là địch thủ của hắn, thậm chí đánh không lại Thiên Ung Hoàng. Như vậy bùng nổ, trong mắt hắn, quả thực là không có chút ý nghĩa nào, liền là muốn chết. Nhìn thấy Sơn thần bùng nổ, Nhậm Phi Phàm biểu lộ cũng là chìm xuống, nghĩ thầm, này lão tạp mau điên rồi, trước mấy ngày có Nguyên Thiên Đế ngăn đón, ta không thể giết chết hắn, hắn bây giờ còn muốn làm loạn, là muốn ép ta động sát thủ. Đã thấy Sơn thần ra khí tức bùng nổ về sau, nhưng không có ra tay công kích bất luận cái gì người, mà là ngưỡng vọng hướng bầu trời đêm, tầm mắt quyết tuyệt, lớn tiếng nói, hồn thiên đế, bằng vào ta máu tươi làm tế, ta khẩn cầu ngươi phục sinh. Buông xuống đi, hồn thiên đế. Hồi ứng ta đi. Máu tươi của ta, tính mạng của ta, trí tuệ của ta, toàn bộ dâng hiến cho ngươi. Sơn thần đang gầm thét, toàn thân làn da nứt ra, bắn ra từng sợi máu tươi, trong cơ thể hắn máu tươi. Toàn bộ bạo dũng mãnh tiến ra, hình thành một cột máu, ông một tiếng phóng lên tận trời. Máu tươi của hắn, hắn sinh mệnh, đang nhanh chóng khô héo lấy, chỗ có sinh mệnh năng lượng, đều hóa thành hiến tế, hóa thành thành tín nhất tế phẩm, muốn triệu hoán cái gì sức mạnh vĩ đại buông xuống. Toàn trường mọi người thấy Sơn thần động tác, lập tức choáng váng. Lão gia hỏa này muốn làm gì, hắn muốn hiến tế chính mình sinh mệnh, nhường hồn thiên đế phục sinh. Trời ạ! Lão gia hỏa này điên rồi sao? Chạy mau, hồn thiên đế muốn buông xuống. Quần hùng rất đỗi chấn động, toàn trường hỗn loạn, không ít người bắt được đáng sợ khí tức, thấy kinh thiên mối nguy đem đến, có người đứng tức đứng dậy hướng chạy ra ngoài. Oanh long long, chỉ nghe cửu thiên trên trời cao, truyền đến kinh người tiếng sấm, mây đen cuồn cuộn, tai khí sục sôi, có đại khủng bố ma uy đang sôi trào, dần dần nổi lên một đôi mắt. Cặp mắt kia, hoàn toàn là đen tuyền, ẩn chứa chí cao tử vong cùng hắc ám, ở trên vòm trời nứt ra, so đêm tối còn muốn đen kịt, lập lòe quỷ dị hàn mang, lại lộ ra một cỗ kinh khủng ma đạo thiên uy, như là chí cao ma thần ở trên bầu trời mở cặp mắt ra. Diệp thần vừa nhìn thấy trên trời hai mắt, trái tim lập tức liền chặt chẽ co vào, hắn chỉ liếc mắt, liền nhận ra, đôi mắt kia, là quyết tử ma nhãn, là hồn thiên đế con mắt. Năm đó hồn thiên đế, từng đem chính mình quyết tử ma nhãn móc ra, hiến tế cho bỉ ngạn, khẩn cầu đạt được trung cực chi thần bảo hộ. Hắn là không thể nói cường giả, là vô thượng đạo quân, tu vi nội tình cường hãn, tuế nguyệt trải qua nhiều năm, hắn đã đem quyết tử ma nhãn, trùng tu ra tới, thậm chí so đỉnh phong thời điểm còn kinh khủng hơn. Diệp thần cũng chỉ có một khỏa quyết tử ma nhãn, nhưng hồn thiên đế có dòng dã một đôi. Hai khỏa quyết tử ma nhãn, ở chân trời bên trên lấp lánh, tràn ngập ra kinh khủng tử vong uy áp, làm cho toàn trường vô số cường giả, đều theo trong lòng đã đản sinh ra một cỗ kinh hãi cùng kinh khủng. Sơn thần giới có đặc thù cấm chế, là Nguyên Thiên Đế bố trí, đặc biệt nhằm vào hồn thiên đế, nhưng vừa mới,
Sơn thần hiến tế máu tươi của mình tính mệnh, máu trùng thiên khung, đã đem cấm chế phá vỡ. Hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, nhẹ nhàng, ngay tại sơn thần giới hiện ra. Tử vong uy áp, bùng nổ khuếch tán, một màn kinh khủng xuất hiện, sơn thần giới bên trong, một tòa tòa vương triều đế quốc, một tòa tòa thành trì, từng mảnh rừng rậm, từng con sông lớn, còn có từng vũng hải dương, tại quyết tử ma nhãn khí tức nghiền ép dưới, cấp tốc hướng đi tận thế sụp đổ. Đế quốc hủy diệt, vương triều thành khư, rừng rậm sơn hà trong nháy mắt hóa thành cho tàn, biển cả bị sấy khô, đại địa nứt ra, kịch liệt địa chấn lay động, có cao ngàn trượng dung nham phát ra. Trước một khắc, vẫn là vô cùng phồn hoa thịnh vượng sơn thần giới, mênh mông vô tận cương thổ, vô số sáng chói văn minh, hồn thiên đế quyết tử ma nhãn vừa ra, này chút văn minh cùng phồn hoa, liền toàn bộ hóa thành tử vong cho bụi. Đếm không hết chim bay cá nhảy, đếm không hết lê dân chúng sinh, tiếp xúc đến hồn thiên đế quyết tử ma nhãn tầm mắt, lập tức liền hét thảm lên, thân thể bị nghiền nát, giống như là cự trùy dưới như đổ sứ, lập tức liền đập tan thành xương máu. Những huyết phụ này toàn bộ bay lên, hóa thành chất dinh dưỡng, bị hồn thiên đế hai mắt hấp thu. Ngoại trừ tinh không thần sơn bên ngoài, toàn bộ sơn thần giới đã bị san thành phế tích. Quyết tử ma nhãn đáng sợ, liền đáng sợ đến trình độ này, ánh mắt rơi ở đâu, chỗ nào liền muốn vẫn diệt. Hồn thiên đế ánh mắt, là bao phủ toàn bộ sơn thần giới, cho nên, toàn bộ sơn thần giới, đều muốn hướng đi tử vong cùng vẫn diệt. Cẩn thận! Nguyên thiên đế hét lớn một tiếng, vung tay lên, óng ánh thánh quang giống như thủy triều bùng nổ, bao phủ toàn bộ tinh không thần sơn, bảo hộ lấy tinh không thần sơn mọi người. Bằng không, đối mặt hồn thiên đế quyết tử ma nhãn nghiền ép, không biết sẽ có nhiều ít nhân thân chết. Hắn cảm giác được tinh không thần sơn bên ngoài, toàn bộ sơn thần giới cương thổ, đều bị san thành phế tích, chân lý sẽ bố trí trận pháp bảo vệ, vậy mà không có phát huy ra mảy may hiệu quả. Cảm giác được này, Nguyên thiên đế liền biết, sơn thần vừa mới hiến tế, không chỉ là hiến tế tính mệnh máu tươi, còn đem hết thảy tư tưởng, chỗ có trí tuệ đều hiến tế cho hồn thiên đế. Cho nên, hồn thiên đế kế thừa sơn thần trí tuệ, tự nhiên biết làm sao phá giải trận pháp, nhưng quyết tử ma nhãn uy lực, bùng nổ đến nhất trình độ kinh khủng. Nhìn thấy trên bầu trời quyết tử ma nhãn, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Hồng Quân Lão Tổ, Ma Phi Thiên đám người, đều là sợ hãi. Ha ha ha. Hồn thiên đế, giết đi, giết đi. Đem những này người toàn bộ giết sạch, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Chỉ có ngươi, mới có phô thể thay ta chủ trì công đạo. Sơn thần cười ha ha, cả người đã lâm vào điên cuồng trạng thái, điên cuồng hiến tế lấy chính mình hết thảy, thân thể của hắn rất nhanh thu nhỏ, làn da trở nên khô héo mà thảm vàng, héo rút như thây khô. Diệp thần kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, sơn thần thế mà hiến tế tự thân. Triệu hoán hồn thiên đế buông xuống. Sơn thần liền mệnh cũng không cần, liền muốn báo thù. Oanh long long, nương theo lấy một hồi kinh thiên lôi minh, còn có không cách nào hình dung khủng bố khí tượng, trên trời quyết tử ma nhãn khép kín không thấy, nhưng lại có một đạo vĩ ngạn thân ảnh, chậm rãi hàng lâm xuống. Thân ảnh kia, cái kia tướng mạo, Diệp thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hắn biết đó chính là hồn thiên đế. Hồn thiên đế loại cấp bậc cường giả này, có muôn vàn hóa thân, lúc này hắn hàng lâm xuống, ngoại hình là một cái gương mặt lạnh lùng tái nhợt, con người sâu thẳm, thủ túc cao to thanh niên áo bảo đen, trong đôi mắt mang theo một cỗ tuyên cổ tang thương cùng ý lạnh. Hắn nhìn một chút sơn thần, nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong, nói ta ban đầu cũng nhanh phục sinh, nghĩ không ra sẽ có người hiến tế chính mình, để cho ta sớm phục sinh. Sơn thần cuồng nhiệt nói, hồn thiên đế, báo thù cho ta. Giết đi. Thay ta giết sạch nơi này tất cả mọi người. Hồn thiên đế mỉm cười, tầm mắt quét nhìn toàn trường, theo nguyên thiên đế, đại chủ tể thương thiên bạch vũ, Nhậm Phi Phàm, Ma Phi Thiên, Diệp thần bọn người trên thân từng cái quét qua, nói, nơi này rất nhiều cường giả, cũng không tốt giết, bất quá, ta sẽ tận lực, người có khả năng nghỉ ngơi. Răng rắc. Hồn thiên đế tay cầm cách không một túm, sơn thần thân thể liền bắt đầu vặn vẹo. Lọt vào một cỗ lực lượng vô hình đè ép, luyện chế, dần dần muốn được luyện chế thành một viên thuốc. Đây là đạo tông đúc đan thuật thủ pháp, hồn thiên đế cũng nắm giữ lấy. Hắn đem sơn thần trực tiếp luyện chế thành một viên thuốc, sơn thần tại trước khi chết, còn tại cười ha ha, nói. Nguyên thiên đế, luân hồi chi chủ, các ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn các ngươi chôn cùng.
Đây là hắn cuối cùng di ngôn. Lộc cộc một tiếng, hồn thiên đế đem sơn thần biến thành đan dược, nuốt xuống, phát ra thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, mùi vị không tốt lắm, có chút lão. Ánh mắt của hắn nhìn xuống xuống, nhìn chăm chú Nguyên Thiên Đế, nói, Nguyên Thiên Đế, liền là không biết đưa ngươi luyện thành đan dược, lại là mùi vị gì. Nguyên Thiên Đế gương mặt vô cùng ngưng trọng, soạt một thoáng, sau lưng hiện ra một cây chiến thương, khí thế cuồn cuộn, thần mang vọt lên tận mây, chính là hắn đúc thành Thiên Đế đoạn hồn thương, năm đó hắn từng dùng thanh thương này, xỏ xuyên qua giết chết hồn Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế tay cầm một túm, trực tiếp cầm thân thương, hai con ngươi nhìn chăm chú hồn Thiên Đế, nói, ngươi đã trở lại đạo quân cảnh. Hắn thấy hồn Thiên Đế khí tức, phi thường mạnh mẽ, đã vượt qua siêu phẩm Thiên Đế mức độ, đạt đến đạo quân cảnh. Ban đầu, dựa theo bây giờ thiên đạo pháp tắc hạn chế, coi như tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ là siêu phẩm Thiên Đế, không thể trở thành đạo quân, nhưng hồn Thiên Đế lại lộ ra đạo quân khí tức, so siêu phẩm Thiên Đế còn cường đại hơn. Hồn Thiên Đế nói, cái gì đạo quân cảnh? Dừng một chút, liền cười ha ha, nói, là luân hồi chi chủ định nghĩa cảnh giới sao? Không thể nói chi cảnh, kêu lên quân, cái kia rất tốt, ta cũng hết sức ưa thích, ta tán thành cảnh giới này định nghĩa. Nguyên Thiên Đế, ngươi cũng trở lại đạo quân đi. Hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Nguyên Thiên Đế toàn thân thánh quang sục sôi, uy thế tương đương hung mãnh, rõ ràng cũng là vượt qua siêu phẩm Thiên Đế cảnh giới, có đạo quân cảnh thực lực. Nguyên Thiên Đế gật gật đầu, nói, hồn Thiên Đế, xem ra ngươi giống như ta, đều là dựa vào huyễn tưởng thủ đoạn, đem chính mình huyễn tưởng thành vĩ đại kỳ quan, dùng đột phá này thiên đạo hạn chế, trở lại đạo quân. Nguyên Thiên Đế hòa hồn Thiên Đế, tại ban đầu thời điểm, là nhất thể song sinh, một cái là giữa thiên địa luồng thứ nhất trí tuệ, một cái khác là luồng thứ nhất tà ác, là đại đạo sinh cùng chết, hai mặt, lẫn nhau giao hòa. Tư tưởng của hai người, tại nhiều khi, lẫn nhau tương thông. Hiện tại, hai người đều dùng thủ đoạn giống nhau, đột phá thiên đạo hạn chế, trở lại đạo quân cảnh. Diệp Thần nghe nói lời ấy, mới hiểu được, nguyên lai Nguyên Thiên Đế là dựa vào huyễn tưởng thủ đoạn, mới trở lại đạo quân cảnh. Trước đó Nguyên Thiên Đế xuất quan, thánh quang hạo đáng chiếu rọi sơn thần giới, lúc kia, Diệp Thần liền thấy Nguyên Thiên Đế rất mạnh, đã siêu việt siêu phẩm Thiên Đế, chẳng qua là không biết dùng phương pháp gì, hiện tại rốt cục biết. Đem chính mình thân thể, tưởng tượng thành vĩ đại kỳ quan, dựa vào huyễn tưởng thủ đoạn đột phá quy tắc, thì ra là thế. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, cảm thấy như có điều suy nghĩ, mạch suy nghĩ lại mở rộng. Hồn Thiên Đế tầm mắt chớp lên, nói, Mỹ Thần đâu? Nguyên Thiên Đế, nàng ở đâu? Mỹ Thần, là thế gian hết thảy Mỹ Hảo hội tụ biểu tượng, đại biểu cho hoàn Mỹ, Mỹ Lệ. Hồn Thiên Đế trong lòng, cũng không phải là vô tình, hắn hữu tình, tình hệ Mỹ Thần. Chính là bởi vì năm đó có một đầu tơ tình, hắn lòng có ràng buộc, cho nên bại bởi Nguyên Thiên Đế. Mà biết rõ chính mình sẽ bị thua, hắn cũng không có chặt đứt đầu kia tơ tình. Hắn đối Mỹ Thần trung tình quá sâu. Nguyên Thiên Đế cười nói, nữ nhi của ta tự nhiên là tại nàng Mỹ Thần Thánh Giáo trên địa bàn. Hồn Thiên Đế trầm giọng hỏi, Mỹ Thần Thánh Giáo tọa độ ở đâu? Nguyên Thiên Đế nói, người muốn biết, quỳ xuống đi cầu ta chính là, Mỹ Thần là nữ nhi của ta, người đã trung tình nàng, quỳ xuống tới gọi ta một tiếng nhạc phụ đại nhân, ta nói không chừng sẽ còn đưa nàng gả cho ngươi đây. Hồn Thiên Đế giận dữ, quát, càn rỡ, ngươi câm miệng cho ta. Mỹ Thần không phải con gái của ngươi, nàng là thiên mệnh thần nữ, là thiên đạo hoàn mỹ nhất hóa thân, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Ngươi không nói, không quan hệ, chờ ta đem ngươi luyện chế thành đan dược, cũng không cần ngươi nói. Tiếng nói vừa ra, Hồn Thiên Đế trong đôi mắt, bộc phát ra kinh thiên sát khí, bàn tay hắn tại nắm vào trong hư không một cái, bầu trời phương xa, truyền đến oanh long long tiếng vang, kiếm khí màu vàng óng nổ tung, sau đó chỉ thấy một thanh kiếm lớn màu vàng óng, phá không tới, bay vụt vào Hồn Thiên Đế trong lòng bàn tay. Cái kia nắm màu vàng kim cự kiếm, tuyên khắc lấy phức tạp hoa văn, lượn lờ lấy từng sợi khói lửa chiến khí, lộ ra hoàng bá kế hoạch. Mưu lược vĩ đại đại kiếm ý, rộng rãi cuồn cuộn vô địch. Chính là Hồn Thiên Đế binh khí, Hoàng Đồ Kiếm. Diệp Thần nhìn thấy Hồn Thiên Đế gọi đến Hoàng Đồ Kiếm, lập tức đồng tử co rụt lại. Hoàng Đồ Kiếm được vời đến, cái kia Hoàng Đồ Tinh, khẳng định là phá toái. Hồn Thiên Đế tay cầm Hoàng Đồ Kiếm, Hoàng Đồ bá nghiệp dã tâm đều biểu lộ ra,
đôi mắt như chim ưng sắc bén, nhất kiếm nơi tay, bá khí phi phàm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hồn thiên đế không gian chung quanh, không ngừng nứt ra, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, từng cái hắc ám hồn tộc cường giả, dâng trào mà ra. Diệp thần thấy được một chút quen thuộc gương mặt, như thứ 9 hồn tộc, cửu thiên phục long giáo giáo chủ cửu họa thương long, còn có thứ 3 hồn tộc, hoàng đồ hồn cung cung chủ thanh khâu thiên nhạc. Này chút đỉnh cấp thiên đế, tại hồn thiên đế phục sinh về sau, dồn dập mang theo số lớn hắc ám cường giả, buông xuống đến sơn thần giới vùng trời. Trong khoảnh khắc, sơn thần giới vùng trời, lít nha lít nhít, che kín hồn tộc cao thủ, che khuất bầu trời, không biết có nhiều ít vạn người, tràng diện hạo đại. Hồn thiên đế cầm trong tay hoàng đồ kiếm, thống ngự lấy muôn vàn hắc ám hồn tộc cường giả, bá giận tới cực điểm. Quần hùng nhìn xem như vậy thật lớn tràng diện, đều có chút hoảng hốt. Hắc ám hồn tộc tại không không lúc nào không, vốn chính là vô cùng cường thịnh thực lực, hiện tại hồn thiên đế phục sinh, thống hợp hết thảy hồn tộc thế lực, khí thế khủng bố, quyền hành chi ngút trời, không thể tưởng tượng, không thể ngước mắt, quá bá đạo. Hồn thiên đế quan sát quần hùng, hét lớn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Quỳ xuống thần phục người, có thể mạng sống, kẻ nghịch ta, một con đường chết. Thanh âm này hạ xuống, toàn trường chấn động, quần hùng bên trong có đạo tâm không kiên người, lập tức run lẩy bẩy quỳ xuống. Nguyên thiên đế quát, ai dám cùng ngươi hắc ám làm bạn, ta tất phải giết. Hắn thiên đế đoạn hồn thương chấn động, một cỗ cường đại khí chàng quét ngang ra ngoài, hết thảy quỳ xuống võ giả, lập tức bị chấn động đến thổ huyết chết bất đắc kỳ tử, những người còn lại cũng không dám lại quỳ. Ha ha ha, nguyên thiên đế, ngươi cũng là bá khí. Hồn thiên đế cười to, hoàng đồ kiếm nơi tay về sau, hắn tư thái buông thả rất nhiều, tiếng cười hạ xuống, thân thể bỗng nhiên hóa thành một vệt bóng đen, từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, hướng về nguyên thiên đế chém đi. Nguyên thiên đế chìm nhưng, lập tức nắm chặt thiên đế đoạn hồn thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng không ngờ, hồn thiên đế người đến nửa đường, công kích quỹ tích đột nhiên biến động, lại nhất kiếm chém tới Diệp thần. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hồn thiên đế sẽ tập kích chính mình. Hiện tại cái này hồn thiên đế, cũng không phải cái gì phân thân, mà là chân chính chân thân, mà lại có đạo quân cảnh thực lực, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn một thoáng tập kích, khí chàng bao phủ lại Diệp thần trong nháy mắt liền vô pháp nhúc nhích, thật sâu cảm thấy mình cùng đạo quân cảnh cường giả chênh lệch. Coi như đối mặt thiên đế, hắn ít nhất cũng có thể sống động, nhưng đối mặt đạo quân, là không thể động đậy chút nào. Nhậm Phi Phàm một mực đang nhìn chăm chú hồn thiên đế, cũng âm thầm lưu ý hắn động tĩnh, nhìn thấy hắn tập kích Diệp thần, hắn liền lập tức nghĩ ra tay cứu viện. Nhưng, hồn thiên đế động tác, thực sự quá nhanh. Đạo quân cảnh khí chàng, cũng bóp méo không gian chung quanh, hình thành một cỗ đáng sợ bình chướng, Nhậm Phi Phàm mong muốn cứu viện, càng không có cách nào tới gần, bị ngăn cản tại vô hình không gian bình chướng bên ngoài. Không tốt, Nhậm Phi Phàm nội tâm đại chấn, lại. May mắn lúc này, một đạo áo bào trắng thân ảnh, xuất hiện tại Diệp thần trước mặt, rút kiếm ngăn trở hồn thiên đế nhất kiếm, chính là đại chủ tể. Hồn thiên đế nhất kiếm đánh lén thất bại. Nhìn thấy đại chủ tể lạnh lùng thân ảnh, hắn ra mặt kéo ra, hừ một tiếng, cấp tốc thu kiếm rút lui, cười lạnh nói, thương thiên bạch vũ, ngươi phải che chở tiểu tử này. Ngươi chẳng lẽ không biết, luân hồi là thế gian lớn nhất khối u ác tính sao? Đại chủ tể thản nhiên nói, hắn là ta nhìn chúng người, ngươi muốn động hắn, trừ phi trước hết giết ta. Nhậm Phi Phàm thấy thế, thầm nghĩ, hổ thẹn, ta cửu phẩm thiên đế thực lực, đã không còn cách nào bảo hộ Diệp thần. Ta nhất định phải chứng đạo siêu thiên chi cảnh. Hồn thiên đế cười hắc hắc, nói, không tệ, không tệ, các ngươi nhiều người, ta đích xác không phải địch thủ. Đại chủ tể tầm mắt lạnh như băng nói, ngươi biết liền tốt. Dứt lời, đại chủ tể bỗng nhiên huy kiếm giết ra, nguyên thiên đế cũng là vô cùng có ăn ý, phối hợp với đại chủ tể nhất kiếm ám sát, hai người trường kiếm mang theo vô cùng phong mang, chém thẳng hướng hồn thiên đế. Hồn thiên đế giơ lên hoàng đồ kiếm đón đỡ, keng một tiếng, tam kiếm giao kích, bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung cuồn cuộn sóng khí, một vệt kinh khủng kiếm đạo khí chàng quét ngang ra ngoài, ở đây thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh võ giả, chạm vào thức tử, như lưỡi hái dưới rơm dạ, ngã xuống một mảng lớn. Diệp thần đầu ông ông tác hưởng, bị cái kia kiếm đạo khí chàng quét qua, cơ hồ cảm thấy mình cả người đều muốn nứt ra, trong mạch máu chảy xuôi theo,
phảng phất không phải máu, mà là dung nham, trong đại não giống như có một vạn đạo lôi đình nổ vang, ngũ tạng lục phủ phảng phất lọt vào từng thanh đao rào cắt, cực kỳ thống khổ. Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Đại Chủ Tể, ba đại cao thủ chiến đấu, chẳng qua là đơn giản tiếp xúc một chút, chỗ bùng nổ một điểm khí tràng, thiếu chút nữa đem Diệp Thần trọng thương. Ở đây bên trong, phổ thông thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh võ giả, càng là như bị cắt cỏ một dạng ngã xuống, không một tiếng động. Loại cấp bậc này chiến đấu, thật là đáng sợ, kinh thiên động địa không đủ để hình dung. Hồn Thiên Đế lấy một địch hai, ngăn cản không nổi, bị Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể kiếm khí đánh lui, chật vật trên mặt đất đánh mấy cái lăn, cười hắc hắc bò lên, tóc tai rối bời, mặt mũi tràn đầy cho bụi, hắn lại tựa hồ như cũng không quan tâm, chẳng qua là đang cười. Tử thần giáo đoàn bên này, Ma Phi Thiên nhìn thấy Hồn Thiên Đế hung hãn như vậy bộ dáng, đôi mắt bên trong lại là tinh mang lấp lánh, tràn ngập nóng rực, lại lộ ra kiêng kỵ. Thiên Khải Chí Tôn nói, Ma Tôn đại nhân, như thế quyết đấu, chúng ta vẫn là không muốn vây xem cho thỏa đáng, tẩu vi thượng kế. Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Đại Chủ Tể ba người, là không không lúc nào không sức chiến đấu trần nhà, bọn hắn chiến đấu, tự nhiên là hủy diệt thiên địa, coi như đỉnh cấp thiên đế bị tai họa tiến vào, cũng có khả năng ngã xuống. Ma Phi Thiên trần chờ một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, cái kia đi thôi. Cấp tốc mang theo tử thần giáo đoàn người rời đi. Ở đây chư nhà các phái đám người, thừa dịp Hồn Thiên Đế bị công kích, giữa thiên địa ma uy yếu bớt, cũng là tranh nhau sợ sau ra bên ngoài chạy trốn mà đi, e sợ cho chạy chậm sẽ bị chiến đấu khí tức tai họa. Ngoại thần liên minh trận doanh bên này, thân là siêu phẩm thiên đế Hồng Quân lão tổ, do dự một chút, muốn đi lại không muốn đi, cuối cùng hắn vẫn là lưu lại, yên lặng đứng đấy quan chiến. Nguyên Thiên Đế hòa Hồn Thiên Đế, đều trở lại không thể nói chi cảnh, là đạo quân cùng đạo quân cấp bậc chiến đấu, vạn cổ hiếm thấy, Hồng Quân lão tổ có thể không muốn bỏ qua. Cuối cùng, lưu ở trong sân, chỉ còn lại Hồng Quân lão tổ, Luân Hồi trận doanh, Chân Lý sẽ trận doanh, Đạo Tông trận doanh, Hồn Thiên Đế trận doanh. Này mấy đại trận doanh bên trong, cường giả số lượng cũng không ít, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Già Ly Sư Quá, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Đạo Tông Bát Tổ, Thiên Ung Hoàng, Địa Phủ Tà Quân, Vô Trụ Tôn Giả, Cực Vũ Đại Đế, Cửu Hỏa Thương Long, Thanh Khâu Thiên Nhạc các loại, tùy tiện một cường giả thả đi ra bên ngoài, đều là đủ để uy chấn vạn giới tồn tại. Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể liên thủ tiếp, huy kiếm ám sát hướng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cười hắc hắc, nhưng không có đón đỡ, mà là lách mình tránh né, nói các ngươi nhiều người, khi dễ chúng ta thiếu, vậy cũng không công bằng, ta cũng muốn gọi người. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, quát lớn, Sử Thần, Chu Mục Thần, các ngươi lăn tới đây cho ta. Ta chết đi, các ngươi cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Thanh âm hắn hạ xuống, hư không lập tức oanh long long nổ vang, từng sợi ghê tởm chọc khí tại lan tràn, so thiên ma tinh hải còn muốn ộ uế ghê tởm. Theo cái kia ghê tởm sương mù bên trong, âm phong gào thét, nổi lên một đạo thân ảnh, tựa như là bùn nhão chồng chất tạo mà thành, toàn thân bò đầy là nhuyễn trùng, chính là Sử Thần. Này Sử Thần, đúng là có hai bộ khuôn mặt, một bộ ở phía trước, một bộ ở sau ót, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hồn Thiên Đế, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền sống lại, hắc hắc, còn kêu gọi ta xuống tới, ta chỉ còn lại có bốn đạo phân thân, hiện tại cho đủ mặt mũi ngươi, hàng hai đạo phân thân hạ tới. Sử Thần hai bộ khuôn mặt, đồng thời phát ra thâm trầm tiếng cười, nguyên lai là hai đạo phân thân, dung hợp thành một đạo thân ảnh. Hắn từng cùng Diệp Thần tranh đấu lạc bại, ngàn ngàn vạn vạn đạo phân thân đều bị bạo sát, chỉ còn lại có hạch tâm nhất bốn đạo. Cái kia bốn đạo phân thân, phân biệt ký thác vào một cái hồn khí bên trong, trật tự kiên cố, cho nên không có bị Diệp Thần bạo sát. Nếu như này bốn đạo phân thân đều mất đi, cái kia Sử Thần lại không che lấp, chỉ có thể đem chân thân của mình hạ, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, hắn trên thực tế sức chiến đấu, thực kỳ thật cũng không tính mạnh, chỉ là mặt trái thủ đoạn khủng bố, có thể dựa vào ghê tởm sát khí ăn mòn người đạo tâm, còn có liền là sinh mệnh lực ương ngạnh. Chỉ cần lòng người còn có ác niệm, hắn sẽ không phải chết. Nhưng coi như sẽ không chết, ngủ say nhất đoạn thời gian dài rằng giặc, hoặc là bị người phong ấn, với hắn mà nói, đều là 10 điểm chuyện đau khổ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể có thể đem chân thân của mình hạ. Hiện tại,
hắn hạ xuống hai đạo phân thân, đã coi như là cho đủ hồn thiên đế mặt mũi. Sửu thần vừa hàng lâm, kinh khủng sát khí liền bao phủ toàn trường. Đại chủ tể cùng nguyên thiên đế, đều là rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt trùng kích gào thét tới, hai người vội vàng bấm quyết ổn định đạo tâm, cũng may mắn sửu thần chẳng qua là phân thân, cũng không có thể chân chính lay động đạo tâm của bọn họ. Nhưng, sửu thần sát khí cực kỳ đáng sợ, bọn hắn cũng nhất định phải phân tâm phòng ngự, bằng không một cái sơ sẩy bị ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Sửu thần, người thoạt nhìn vẫn là xấu như vậy lậu đáng giận a. Hồn thiên đế nhìn chằm chằm sửu thần cái kia vặn vẹo xấu xí ngoại hình, lông mày cau chặt, không chút nào che giấu chính mình chán ghét. Đây là hắn tự tay sáng tạo ra quái vật, nhưng đối cái quái vật này, hắn đã mất đi trưởng khống, hoàn toàn không cách nào tiêu diệt, cũng không cách nào mệnh lệnh. Hắc hắc, không phải ta gọi thế nào sửu thần đâu. Sửu thần cười gằn, tầm mắt nhìn quanh toàn trường, đôi mắt bên trong toát ra xanh biếc hào quang, quét mắt Diệp thần liếc mắt về sau. Hắn lực chú ý cuối cùng lại rơi tại Hồng Quân lão tổ trên thân. Hồng Quân, người đã là siêu phẩm thiên đế, tốt, tốt cực kỳ, lợn do ta nuôi xem như vỗ béo, nhục thể của ngươi, liền giao cho ta đi. Sửu thần âm nở nụ cười âm u, bỗng nhiên hóa thành một đạo như quỷ mị tàn ảnh, theo thiên gào thét bắn mạnh, hướng về Hồng Quân lão tổ thân thể chui vào. Hắn thực tế sức chiến đấu không mạnh, chẳng qua là tinh thần mê hoặc thủ đoạn lợi hại. Chủ muốn là bởi vì chính mình không có thân thể. Không có thân thể, liền vô pháp thành lập đại trật tự, có rất nhiều thần thông bí pháp đều không thi triển ra được. Mặc dù, sửu thần có khả năng dựa vào chính mình pháp lực, xây dựng ra thân thể xương cốt, nhưng loại người này tạo xác thịt, vô pháp cùng thiên đạo sinh dưỡng thân thể so sánh. Chỉ có thiên đạo sinh dưỡng thân thể, mới có thể có chân chính đại trật tự, đại tuần hoàn, âm dương ngũ hành lưu chuyển hoàn mỹ. Mới có thể để cho hắn phát huy ra chân chính thực lực cường đại. Bình thường người thân thể, vô pháp thỏa mãn sửu thần, hắn linh hồn quá cường đại, quá xấu xí, quá dơ bẩn, người bình thường thân thể, đừng nói tiêm nhiễm khí tức của hắn, chỉ cần biết rằng sửu thần hai chữ, biết sửu thần khái niệm, đều sẽ sinh ra cực lớn ô nhiễm, toàn thân hư thối chết bất đắc kỳ tử. Vì có được chân chính thân thể mạnh mẽ, sửu thần theo vạn cổ trước kia, liền bắt đầu bố cục. Dùng ngạc tuyển chi thủy làm căn cơ, chế tạo bảy ác mộng trận. Bảy ác mộng trận, có bảy cái trận nhãn, chỉ cần có một cái trận nhãn, có thể trưởng thành, hắn liền có cơ hội đoạt xá, đạt được chân chính thân thể mạnh mẽ. Mà Hồng Quân lão tổ, từng uống xong ngạc tuyển chi thủy, là bảy ác mộng một trong, hắn đã tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế mức độ, đối sửu thần tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất thân thể. Hồng Quân lão tổ thấy sửu thần kéo tới, rất đỗi chấn động. Đang muốn thôi động đại thần thông ngăn cản, đột nhiên thấy ngũ tạng lục phủ một hồi buồn bực đau nhức, giống như lại ngây ngất đê mê trong đan điền nổ tung. Hắn ngạc tuyền chi thủy phát tác. Sửu thần trên người sát khí trải rộng ra, trực tiếp đem Hồng Quân lão tổ trong cơ thể sát khí, câu dẫn đến phát tác. Không tốt. Hồng Quân lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, da của hắn, trong nháy mắt trở nên ảm đạm tối tăm, tràn ngập màu xám. Thân thể của ngươi, là của ta. Sửu thần nhe răng cười, liền muốn chui vào Hồng Quân lão tổ thân thể. Trong lúc nguy cấp, Hồng Quân lão tổ cấp tốc khôi phục bình tĩnh, quát mắng nói, vĩ đại kỳ quan, trụ hà thần đồ, cho ta ngăn trở. Soạt, Hồng Quân lão tổ trước người, hào quang phun trào, nổi lên một bức tranh quyển, khói mù bao phủ, mông lung, cũng không chân thiết, không phải cái gì thực chất pháp bảo thần khí, mà là hắn chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Này quyển trụ hà thần đồ. Cuộn tranh phía trên, cũng không có cái gì phức tạp đồ án, chỉ có một đầu thao thao bất tuyệt sông lớn, là thời gian trường hà, vĩnh hằng lưu chuyển không ngừng, một mực hướng phía trước chảy xiết, vĩnh viễn không quay đầu. Tại đây đầu thời gian trường hà bên trong, lại ký thác Hồng Quân lão tổ đủ loại ý chí, trong đó có cửu thị Diệp thần ý chí. Diệp thần xa xa liền cảm nhận được cỗ này cừu hận mạnh mẽ, Hồng Quân tại cửu thị luân hồi. Này tấm trụ hà thần đồ. Có ảo diệu thiên cơ, ẩn chứa thời gian huyền bí. Tại Hồng Quân lão tổ tư tưởng bên trong, thời gian là có lên điểm, cũng có phần cuối. Theo thời gian bắt đầu, đến thời gian phần cuối, quá trình dài đằng đẵng, có triệu tỷ tỷ cái kỷ nguyên, nhưng bất kể như thế nào dài đằng đẵng, thời gian chung quy là có phần cuối. Lúc đó ở giữa quy khư, vạn vật liền quy về tĩnh lặng, sau đó bắt đầu luân hồi, hồi trở lại đến thời gian nguyên điểm, hết thảy bắt đầu lại từ đầu đã tới.
chư thiên ngay tại này vĩnh hằng trong luân hồi, không ngừng chìm nổi lên xuống, đến không đến chân chính siêu thoát. Tất cả mọi người trải qua, đều tại không ngừng lặp lại, không ngừng luân hồi, nhất thế lại nhất thế, nhưng thiên đạo năng lượng là có hạn, làm luân hồi quá nhiều lần, thiên đạo không cách nào lại tiếp nhận luân chuyển, liền sẽ sụp đổ, thời gian quy khư sau vô pháp hồi trở lại đến điểm bắt đầu, hết thảy đều sẽ triệt để chết. Diệp thần cảm nhận được cái kia trụ hà thần đồ tư tưởng, cảm thụ được cái kia tầng dưới chót pháp tắc logic, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là Hồng Quân lão tổ tư tưởng, vẫn là thời gian chân tướng. Thời gian, thật sẽ có phần cuối sao? Hồng Quân lão tổ tại hắn trụ hà thần đồ bên trong, ký thác hắn mạnh mẽ ý chí, chính là thời gian trường hà lao nhanh không ngừng, vĩnh viễn không có phần cuối, cũng sẽ không quay đầu, một mực tiến lên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Kể từ đó, thời gian không có luân hồi, chúng sinh liền sẽ không tại vô tận tái diễn trong luân hồi chịu khổ. Hồng Quân lão tổ này tấm trụ hà thần đồ, đại khí bàng bạc, một tế ra tới, soạt một tiếng, thời gian trường hà bốc lên, đại khí thế dâng lên, liền ngăn trở sử thần trùng kích. Sử thần nghĩ chui vào Hồng Quân lão tổ thân thể, lại bị trụ hà thần đồ ngăn trở. Đáng chết! Sử thần khẽ cắn môi, nhưng cũng thấy cái kia trụ hà thần đồ mạnh mẽ, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá. Hồng Quân lão tổ ngồi xếp bằng, mượn nhờ trụ hà thần đồ, ngăn cản sử thần trùng kích, cũng thủ hộ lấy tự thân, không ngừng điều tức, áp chế ngạc tuyển chi thủy sát khí. Sử thần, đừng vọng tưởng đoạt xá Hồng Quân, hắn nhưng là siêu phẩm thiên đế, người nghĩ đoạt xá hắn, ít nhất cũng phải chân thân buông xuống a. Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy lại một đạo thân ảnh, từ trên bầu trời buông xuống, xuất hiện tại hồn thiên đế bên người, chính là lớn Chu gia tộc lão tổ Chu Mục Thần. Trước đây, Chu Mục Thần đuổi theo giết Phú Hoàng cổ đế, nghĩ đoạt lại thiên tội cổ kiếm, đang nghe hồn thiên đế triệu hoán về sau, hắn lập tức liền hàng lâm xuống. Hắn lúc này, thoạt nhìn có chút đầy bụi đất, hiển nhiên là truy đoạt thiên tội cổ kiếm không quá thuận lợi. Sử thần hư một tiếng, thấy Hồng Quân lão tổ phòng thủ xâm nghiêm, trong thời gian ngắn khó mà đột phá, hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ, về tới hồn thiên đế bên người. Hồn thiên đế, sử thần, Chu Mục Thần ba người đứng chung một chỗ, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy sử thần cùng Chu Mục Thần khí tức, không ngừng bão táp, bọn hắn thế mà rất nhanh đạt đến cùng siêu phẩm thiên đế tương đương mức độ. Sử thần cười hắc hắc nói, chúng ta ba người tam vị nhất thể, đứng chung một chỗ, khí tức bổ sung tăng thêm, quả nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Sử thần, hồn thiên đế, Chu Mục Thần ba người, trên thực tế là cùng một người, tam vị nhất thể, dùng hồn thiên đế vì trọng yếu nhất, vô luận là sử thần vẫn là Chu Mục Thần, ban đầu đều là hồn thiên đế tạo ra, chẳng qua là đằng sau bọn hắn tự lập môn hộ thôi. Tam vị nhất thể, ba người đồng thời xuất đứng chung một chỗ thời điểm, khí tức có thể bổ sung tăng thêm, thực lực tăng lên rất nhiều. Hồn thiên đế biểu lộ có chút không quá vui sướng, bởi vì sử thần cùng Chu Mục Thần, đều là hắn đã từng tạo vật, bây giờ lại hoàn toàn mất khống chế, đều tự lập môn hộ, hắn vô pháp ra lệnh cho bọn họ, chỉ có thể là dựa vào lợi ích hợp tác. Bất quá, trong lúc trước mắt, hồn thiên đế cũng không thể so đo nhiều như vậy, nói chúng ta ba người trước hợp lại, san bằng không không lúc nào không về sau, chúng ta nội bộ lại một quyết sống mái, như thế nào? Sử thần hắc hắc gật đầu cười nói, vậy dĩ nhiên là rất tốt, hôm nay liền trước san bằng này tinh không thần sơn. Ta muốn luân hồi chi chủ chết. Chu Mục Thần cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại, cũng là hưng phấn lên, tại hồn thiên đế bên người, hắn trực tiếp lột xác thành siêu phẩm thiên đế, mặc dù như vậy thuế biến là tạm thời, nhưng cỗ lực lượng này cảm giác, khiến cho hắn vô cùng si mê. Ta muốn đem Nhậm Phi Phàm chém thành muôn mảnh. Chu Mục Thần nhìn chòng chọc vào Nhậm Phi Phàm, trước đây hắn cùng Nhậm Phi Phàm giao thủ, cực kỳ ăn thiệt thòi, trong lòng rất là nén giận. Hiện tại nhanh như vậy đã có cơ hội báo thù, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhậm Phi Phàm, Nguyên Thiên Đế, đại chủ tể đám người, nhìn thấy ba người này không coi ai ra gì, trắng trợn cuồng vọng bộ dáng, vẻ mặt đều là âm trầm xuống. Nguyên Thiên Đế nói, hồn Thiên Đế, phách lối như vậy, người nghĩ đến đám các ngươi đã thắng sao? Hồn Thiên Đế lạnh lùng cười nói, không phải đâu, ta thậm chí không cần triệu hoán đệ nhất hồn tộc hạch tâm cường giả buông xuống. Bằng vào bây giờ trận này cho, đã có thể nghiền ép các ngươi. Nguyên Thiên Đế, người ta thực lực tương đương, nhưng bên cạnh ngươi, ngoại trừ Thương Thiên Bạch Vũ có lực đánh một trận, còn ai có tư cách khiêu chiến ba người chúng ta đâu,
hồn thiên đế bên này, trừ hắn ra, sửu thần cùng chu mục thần, tại tam vị nhất thể tác dụng dưới, tạm thời có được siêu phẩm thiên đế thực lực. Nhưng nguyên thiên đế bên này lời, ngoại trừ đại chủ tể bên ngoài, không có siêu phẩm thiên đế, hồng quân lão tổ tuy là siêu phẩm, nhưng bây giờ đối kháng ngạc tuyền chi thủy sát khí, tự lo không xong, căn bản là không có cách tham chiến. Đến mức đạo tông bát tổ, thiên ung hoàng, Phật tổ, thậm chí là nhậm phi phàm, đều không phải là siêu phẩm thiên đế, khó mà tả hữu thế cục. Nghe được hồn thiên đế lời này, nguyên thiên đế vẻ mặt âm trầm xuống, phán đoán cục diện, đúng là như thế, bọn hắn bên này thiếu một cái siêu phẩm thiên đế, vô pháp hình thành thế cân bằng, chắc là phải bị đè lên đánh. Sửu thần cười hắc hắc nói, hồn thiên đế, vẫn là đừng quá phách lối, chúng ta cẩn thận một điểm, ta kêu nữa nhiều một chút người tới. Lũ tiểu gia hỏa, đều buông xuống đi. Hắn phát ra một tiếng kêu gọi, trong hư không rất nhanh hiện ra chín đạo mạnh mẽ thân ảnh, chính là thế giới khải kỳ lục chín chương tà điển hóa thân, phân biệt là, hắc ám ma quân, mạt nhật ma quân, băng diệt ma quân, bệnh ách ma quân, hủy diệt ma quân, phá toái ma quân, thâm uyên ma quân, trung yên ma quân, xa đọa ma quân. Này cửu đại ma quân, có 8 cái phân biệt thống trị sửu thần bát kỳ, còn có một cái mạnh nhất xa đọa ma quân, thủ hộ lấy sửu thần chân thân. Lúc này vì đối kháng nguyên thiên đế, sửu thần đem cửu đại ma quân, toàn bộ triệu hoán xuống tới, ngoại trừ xa đọa ma quân là phân thân, còn lại 8 vị ma quân toàn bộ là chân thân đến, khí thế khoáng đạt sục sôi, hắc ám ma khí như nước thủy triều, cuồn cuộn trùng thiên. Tại cửu đại ma quân buông xuống về sau, phía sau của bọn hắn, lại lần lượt nổi lên vô số sửu thần tộc chiến sĩ, đen nghịt bầy khắp bầu trời đêm. Về sau sửu thần bát kỳ, chỉnh hợp vì nhất kỳ, không cần lại phân ra. Sửu thần lại nhàn nhạt ra lệnh, trước kia hắn tướng tộc người chia làm bát kỳ, là vì tận khả năng đem xúc giác kéo dài đến rộng lớn hơn cương vực, nhưng bây giờ hồn thiên đế đã phục sinh, liền không thể lại điểm cờ, nhất định phải liên hợp lại, về sau hắn có thể cùng hồn thiên đế đối kháng. Chúng ma quân cùng kêu lên đáp, đúng, sửu thần đại nhân. Chu mục thần cười lạnh nói, sửu thần, người cũng là đại phô trương. Cùng hồn thiên đế cùng sửu thần so sánh, chu mục thần liền điệu thấp nhiều, cũng không có triệu hoán cái gì mạnh mẽ tùy tùng xuống tới, hắn chỉ có chính mình một người. Phía dưới diệp thần, nhậm phi phàm, nguyên thiên đế, đại chủ tể đám người, nhìn thấy đầy trời hắc ám cường giả, ma khí cuồn cuộn như nước thủy triều hình ảnh. Vẻ mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, hoảng sợ nói, Diệp thần, ngươi đến tranh thủ thời gian chạy a, không phải chờ một lúc đánh lên đến, ngươi liền chết chắc. Diệp thần nói, không, ta không thể chạy. Hắn cũng không có lâm trận chạy trốn ý tứ, tâm niệm vừa động, liền triệu ra máu long cùng tiểu cấm yêu. Tiểu cấm yêu hóa thân thành hắc hùng cự yêu. Cùng huyết long cùng một chỗ thủ hộ tại diệp thần bên người, khí thế thoạt nhìn cũng 10 điểm hung mãnh, nhưng cùng hồn thiên đế, sửu thần đám người so sánh, liền là khác biệt trời vực. Hồn thiên đế thấy diệp thần trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, cười lạnh, nói, luân hồi chi chủ, người như thế điểm tu vi, người còn muốn phản kháng. Trước kia ta chẳng qua là tàn toái ý chí, luôn là không trấn áp được ngươi. Nhưng, ta hôm nay phục sinh, chân thân buông xuống. Ta nhìn ngươi còn thế nào phản kháng. Tiếng nói vừa ra, hồn thiên đế vung lên hoàng đồ kiếm, một đạo kiếm quang mang theo kinh thiên thần uy, chém thẳng hướng diệp thần. Đại chủ tể cùng nguyên thiên đế, song song chạy tới, vì diệp thần ngăn trở hồn thiên đế kiếm khí. Nguyên thiên đế quay đầu hướng nhậm phi phàm nói, nhậm huynh, ngươi mang theo luân hồi chi chủ rời đi, các ngươi đi trước đi, nơi này liền giao cho ta cùng đại chủ tể. Nhậm phi phàm ra mặt run lên. Nói ta không thể đi, ta muốn lưu lại tới giúp các ngươi. Phật tổ, người mang diệp thần rời đi, các ngươi về trước Thượng Hoàng Thiên Cung. Nguyên thiên đế nói, nhậm huynh, đừng quấy rối, người không giúp được. Phật tổ nói, đúng vậy a, nhậm huynh, người cuối cùng còn không có chứng đạo siêu thiên a. Nhậm phi phàm nói, ta hiện tại liền chứng đạo đột phá, đại chủ tể, nguyên thiên đế, các ngươi giúp ta kéo dài nửa canh giờ, ta có khả năng chứng đạo siêu thiên. Giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nghe vậy, nguyên thiên đế, đại chủ tể, Phật tổ, diệp thần, đều là kinh dị kinh ngạc. Diệp thần ngốc ngốc nói, nhậm tiền bối, ngươi bây giờ liền muốn chứng đạo đột phá. Làm sao chứng đạo? Hồn thiên đế xa xa nghe được, cũng là cười ha ha,
nói, Nhậm Phi Phàm, ngươi thừa nhận ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng siêu phẩm thiên đế gian nan, ngươi là thật không biết a, ngươi còn muốn chứng đạo, ngươi làm sao chứng đạo? Bây giờ thời đại, cùng thời đại viễn cổ khác biệt, thiên đạo suy sụp, pháp tắc tàn khuyết, mong muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế, vô cùng gian nan. Tại thời đại viễn cổ, siêu phẩm thiên đế khắp nơi đều có, nhưng vào hôm nay, một cái siêu phẩm thiên đế, có thể nói là không không lúc nào không cấp cao nhất sức chiến đấu, nơi nào có dễ dàng như vậy bước vào. Nhậm Phi Phàm tầm mắt lại là vô cùng kiên quyết, nói, sát sinh chứng đạo, có thể đột phá. Diệp Thần nói, sát sinh chứng đạo, Nhậm tiền bối, ngươi. Ngươi muốn giết ai? Nhậm Phi Phàm thản nhiên nói, giết ta của tương lai, nhưng hiện tại ta chứng đạo. Hắn tế ra nhất kiếm, tại hư không một chạm, phảng phất chém giết cái gì, trong hư không thế mà chảy ra một vệt vết máu, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt xuống tới. Diệp Thần choáng váng, giết, tương lai ngươi. Hắn không rõ Nhậm Phi Phàm lời này, rốt cuộc là ý gì. Đã thấy Nhậm Phi Phàm khoanh chân ngồi xuống, rơi kiếm thành trận, một cái tụ linh trận pháp đã dưới thân thể thành hình, sau đó hắn thu hút thiên kiếp, bầu trời phía trên oanh long long một hồi nổ vang, cuồn cuộn thiên kiếp lôi điện, tử khí lao nhanh, từ trên trời giáng xuống, từng đầu chém giết tại Nhậm Phi Phàm trên thân, hắn rất nhanh bị màu tím kiếp lôi bao vây. Thay ta kéo dài nửa canh giờ, xin nhờ. Nhậm Phi Phàm ánh mắt nhìn về phía đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, sau đó nhắm mắt lại, chuyên tâm độ kiếp, thiên kiếp ở trên người hắn tạo thành một tầng thật dày lôi điện vết chai, lốp bốp rung động, nếu như hắn có thể phá kén mà ra, liền có thể chứng đạo siêu phẩm thiên đế, nếu như không thể, cái kia chỉ có bị thiên kiếp chém giết thành cho tàn xuống tràng. Nguyên Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, Nhậm huynh sát sinh chứng đạo, thế mà giết chết tương lai chính mình. Hắn không có tương lai, hắn coi như chứng đạo thành công, thành siêu phẩm thiên đế, cũng không có khả năng lại đột phá, không tiếp tục trở thành đạo quân cơ hội, mà lại hắn cũng sống không cho đến lúc đó. Đại chủ tể đồng tử cũng là kịch liệt co vào, nói, Nhậm Phi Phàm, thật sự là đại quyết đoán a, sát sinh chứng đạo, nắm tương lai chính mình giết đi, tương lai linh khí chảy ngược hiện tại, hắn cùng cấp tiêu hao tương lai đột phá, hắn chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ. Nghe được Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ tể, Diệp Thần như bị sét đánh, ầm ầm đại chấn, thế mới biết Nhậm Phi Phàm lời là có ý gì. Nhậm Phi Phàm sát sinh chứng đạo, hắn giết chết người, không là người khác, chính là tương lai chính mình. Bởi vì hắn tương lai đã chết, cho nên hắn không có tương lai, chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, 3 năm sau hắn sẽ không tồn tại, hắn đã đem tương lai chính mình giết chết. Như vậy giết chết tương lai thủ đoạn, là làm sao làm được? Diệp Thần không biết, hắn chỉ biết mình không thể nhìn Nhậm Phi Phàm chết đi. Nhậm Phi Phàm, sát sinh chứng đạo, nắm tương lai mình giết đi, ngươi cũng là hảo phách lực a. Hồn Thiên Đế nhìn xem cái kia bao bọc Nhậm Phi Phàm lôi kiếp vết chai, thật sâu cảm nhận được nguy hiểm. Nếu là Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, thành siêu phẩm thiên đế, vậy hắn bên này đã có thể nguy hiểm. Nhậm Phi Phàm là luân hồi hộ đạo giả, hắn cùng luân hồi cùng một nhịp thở. Một khi bước vào siêu thiên chi cảnh, hắn khí tượng tất nhiên là kinh thiên động địa, thậm chí khả năng đủ để cùng Hồn Thiên Đế cái này đạo quân so sánh. Đừng để hắn độ kiếp, ngăn cản hắn. Hồn Thiên Đế một tiếng quát mắng, lập tức trước tiên mang theo hắc ám hồn tộc cường giả xung phong mà ra, huy kiếm hướng Nhậm Phi Phàm đánh tới. Sử thần cùng Chu Mục thần, cũng biết Nhậm Phi Phàm nguy hiểm, hai người lập tức theo sát phía sau. Bảo hộ Nhậm huynh. Nguyên Thiên Đế quát to một tiếng, Thiên Ung Hoàng, Địa Phủ Tà Quân, Vô Trụ Tôn Giả, Cực Vũ Đại Đế chờ chân lý sẽ cường giả, đều xuất động. Đạo Tông bên này, Đại Chủ Tể phát động Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Hoàng Lão chờ Đạo Tông Bát Tổ, còn có Bá Đao Thương Lôi, Kiếm Tử Tiên Trần đám người, tới thủ hộ Nhậm Phi Phàm. Nhậm tiền bối, nên ta thủ hộ ngươi. Diệp Thần khẽ cắn môi, cùng Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Tôn Di, Già Ly Sư Quá, Hải Nguyệt Thần Nữ các loại. Rút kiếm thủ hộ Nhậm Phi Phàm độ kiếp. Nhậm Phi Phàm lập tức thành vòng xoáy trung tâm, Hồn Thiên Đế bên này liều mạng mong muốn công kích, Diệp Thần bên này thì là liều mạng bảo hộ lấy, vì Nhậm Phi Phàm tranh thủ độ kiếp thời gian. Tòng cửu phẩm Thiên Đế đến siêu phẩm Thiên Đế thiên kiếp, dùng Nhậm Phi Phàm thiên phú tới nói, chỉ nếu không có ai quấy rầy, độ kiếp cũng không khó, chỉ cần cho hắn một cái an ổn hoàn cảnh. Luân hồi chi chủ, người không thể lưu tại nơi này, nếu như ngươi chết, hỏa chủng liền dập tắt. Phật Tổ,
người nhanh chóng mang luân hồi chi chủ rời đi. Nguyên Thiên Đế quát, không muốn Diệp Thần lưu lại tham chiến. Diệp Thần cắn răng nói, ta không thể đi. Trong lòng của hắn âm thầm câu thông Tinh Đạo Long Nữ, tiền bối, thỉnh mượn lực cho ta. Tinh Đạo Long Nữ thở dài một tiếng, nói tiểu gia hỏa, đừng quá liều mạng. Nàng đem tự thân linh khí, đều phóng thích mà ra, chút xuống đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Diệp Thần đạt được Tinh Đạo Long Nữ trợ lực, lập tức lực lượng bão táp, như có thần trợ, tinh thần dịch dịch. Phật Tổ muốn mang đi Diệp Thần, nhưng trước mắt chiến đấu tình thế quá nguy cấp, hai bên trận doanh đại loạn đấu, rất nhanh liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, hắn lọt vào sử thần dưới trướng Tam Tôn Ma Quân vây công, đã vô pháp thoát thân. Diệp Thần lúc này cũng là hoa cả mắt, mênh mông ma khí, bắn tung tóe máu tươi, thần thông pháp bảo bóng mờ, lôi kiếp ánh sáng tím, chiếu rọi cho hắn hoa mắt, hắn thấy Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể, đang cùng Hồn Thiên Đế, Sử Thần, Chu Mục Thần ba người giao thủ, dùng hai địch ba, rất nhanh liền rơi hạ phong. Mà Diệp Thần, đã không tâm tư đi quản bên kia chiến đấu, bởi vì có từng cái hắc ám cường giả, đang vô cùng hung hãn hướng quanh hắn công tới. Phật Tổ chân kinh, vô thượng Phật Tổ, mở. Diệp Thần mượn nhờ Tinh Đạo Long Nữ lực lượng, bùng nổ vô thượng Phật Tổ uy thế, thân hóa luân hồi cự Phật. Trong tay ngưng tụ kim quang Phật kiếm, trên cánh tay chiếm cứ huyết long, uy mãnh vô cùng, từng kiếm một xuất kích, thu hồi, đem từng cái hắc ám cường giả đánh giết. Hắc hùng cự yêu thì ở một bên, phụ trợ lấy Diệp Thần trắng trợn chém giết, đem từng cái hắc ám cường giả xé nát đi. Tại huyết long, hắc hùng cự yêu, Tinh Đạo Long Nữ trợ lực dưới, Diệp Thần coi như đụng phải Thiên Đế cấp cường giả, đều có thể đấu một trận. Đương nhiên, này không là hắn lực lượng của mình. Mà là bên ngoài lực lượng, không thể quá mức ỷ lại. Nhưng bây giờ, vì thủ hộ Nhậm Phi Phàm, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, Nhậm Phi Phàm liền có khả năng đột phá thành công. Hồn Thiên Đế thấy phía bên mình, hắn cùng Sử Thần, Chu Mục Thần hợp lại, tuy chiếm được Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể tiện nghi, nhưng siêu phẩm Thiên Đế thậm chí đạo quân cấp bậc chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Như thế kéo dài thêm, chờ sau nửa canh giờ, Nhậm Phi Phàm hoàn thành độ kiếp, một khi đột phá, chiến cuộc rất có thể sẽ nghịch chuyển. Tuyệt đối không thể để cho Nhậm Phi Phàm đột phá. Hồn Thiên Đế khẽ cắn môi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy, hắn trải qua vạn cổ gian khổ, hôm nay mới phục sinh, đây là phục sinh sau trận đầu, liên quan đến vinh quang cùng đạo tâm, không cho sơ thất. Hắn nhất định phải thắng. Nhưng, Diệp Thần bên này, phòng thủ đến thực sự quá lợi hại. Tất cả mọi người liều mạng thủ hộ Diệp Thần, dưới trướng hắn rất nhiều hắc ám cường giả, thủy chung vô pháp tiếp cận nửa bước. Hắn đang lo nghĩ ở giữa, chợt nghe Sử Thần lớn tiếng nói, kiếm tử tiên trần, thiên nữ phản bội ngươi, cướp đi ngươi thần chu thiên kiếm, thương thiên bạch vũ lại thờ ơ lạnh nhạt, không chịu cho ngươi nửa điểm trợ giúp, ngươi còn muốn vì hắn hiệu mệnh sao? Chẳng thà, ngươi đầu nhập vào ta được rồi, chờ ta thành lập thế giới mới, phá vỡ thời gian quy khư ác mộng luân hồi. Ta sẽ cho ngươi vô thượng chúc phúc. Kiếm tử tiên trần tại đạo tông trận doanh bên này, đang không ngừng chém giết hắc ám cường giả, bảo hộ lấy Nhậm Phi Phàm, đột nhiên nghe được Sử Thần lời nói, không khỏi thần tâm chấn động, liếc mắt thoáng nhìn, lại liếc kiến thiên nữ cũng tại vì thủ hộ Nhậm Phi Phàm mà chiến đấu, trong tay đang nắm thần chu thiên kiếm, trên dưới vũ động phiên phi, kiếm khí rất là hoa lệ. Nhìn thấy thần chu thiên kiếm cái kia hoa lệ phong duệ kiếm khí, kiếm tử tiên trần trong lòng càng cảm giác khó chịu, cuồn cuộn lên đủ loại ủy khuất oán hận chi ý, đột nhiên lớn tiếng nói. Sử Thần, ngươi nói không sai, thương thiên bạch vũ, không đáng ta hiệu mệnh. Thôi thôi, ta đầu nhập vào ngươi chính là. Dứt lời, kiếm tử tiên trần đảo ngược trường kiếm, đột nhiên thẳng hướng sau lưng đạo tông trận doanh các đệ tử. Chúng đệ tử kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới kiếm tử tiên trần lại đột nhiên phản chiến. Tại đạo tông bên trong, luận kiếm pháp, kiếm tử tiên trần gần với đại chủ tể, hắn huy kiếm sát lục, chỉ trong nháy mắt, liền có số lớn đạo tông đệ tử như cỏ khô héo ngã xuống, máu tươi phun tung tóe thành thi thể. Tiếp theo sát, kiếm tử tiên trần tầm mắt lạnh lẽo, liền huy kiếm hướng Nhậm Phi Phàm ám sát mà đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt, chẳng ai ngờ rằng, kiếm tử tiên trần lại đột nhiên phản chiến làm phản. Hồn Thiên Đế bên này. Rất nhiều hắc ám cường giả cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Sử Thần vài ba câu, liền xúi dục kiếm tử tiên trần làm phản. Này mê hoặc nhân tâm,
vặn vẹo người tinh thần bản sự, thực sự quá khủng bố, so đao kiếm sát lục muốn kinh khủng hơn nhiều, khó lòng phòng bị. Hồn Thiên Đế cũng là dùng cả mình, suy nghĩ, này Sửu Thần, vặn vẹo lòng người, lợi dụng người nhược điểm thủ đoạn, thật sự là đáng sợ đến vô cùng. Thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ công phá, kiếm tử Tiên Trần khẽ đảo thương làm phản, Diệp Thần bên này liền trận thế đại loạn, Phật Tổ cùng Diệp Tà Thần liều mạng xông lại, gắt gao ngăn cản kiếm tử Tiên Trần kiếm, e sợ cho hắn tổn thương tới Nhậm Phi Phàm. Nhưng, kiếm tử Tiên Trần tạo thành hỗn loạn, vẫn là để rất nhiều hắc ám cường giả, tìm được khe hở cơ hội, Cửu Hỏa Thương Long, Thanh Khâu Thiên Nhạc cùng mấy cái Sửu Thần tộc ma quân, đang dùng vô cùng hung hãn tư thái tới gần Nhậm Phi Phàm. Đại đạo thiên uy, đạo thiên kiếm, buông xuống. Diệp Thần khẽ cắn môi, mắt thấy tình thế hung hiểm, lập tức gọi ra vĩ đại kỳ quan, một thanh cự kiếm mơ hồ nổi lên, chính là đạo thiên kiếm. Lúc này Diệp Thần có tinh đạo long nữ trợ lực, cho nên triệu hoán đạo thiên kiếm cũng không khó, nhưng đạo thiên kiếm với một cái ra, vẫn là đem tinh đạo long nữ gần nửa linh khí rút sạch. Ôi, tiểu gia hỏa, người này đạo thiên kiếm quá bá đạo, ta đều sắp bị ngươi ép khô á. Tinh đạo long nữ kinh hô một tiếng, cảm thụ được chính mình cấp tốc trôi qua khí tức, cũng là sợ hãi than nói thiên kiếm mạnh mẽ. Đạo thiên kiếm vừa ra, một cỗ mạnh mẽ hung hãn đại đạo kiếm ý, liền quét ngang bạo giết ra ngoài. Rất nhiều hắc ám cường giả, tại cỗ kiếm ý này làm kinh sợ, đều là lộ ra một vệt thần sắc kinh khủng, dồn dập lui lại. Bất quá, này đạo thiên kiếm chẳng qua là xuất hiện một cái chớp mắt, Diệp Thần liền vô pháp duy trì, chỉ có thể thu hồi. Hắn chỉ cảm thấy gân cốt vô cùng đau đớn, triệu hoán đạo thiên kiếm, không chỉ là hao phí tinh đạo long nữ linh khí, cũng cho thân thể của hắn, mang đến to lớn gánh vác. Mặc dù chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng Diệp Thần cuối cùng vì Nhậm Phi Phàm tranh thủ đến một cái an ổn cục diện. Kiếm tử Tiên Trần nhận đạo thiên kiếm trùng kích, cũng là một hồi bối rối, bị Phật Tổ liên thủ với Diệp Tà Thần đánh lui. Sửu Thần thấy thế, mắng to, đáng chết tiểu tử, nghĩ ra này loại kỳ quan. Cũng không sợ bị thiên khiển sao. Hắn lại kêu lên, Mạc Uyên Mạn Đà, mau thừa dịp lấy tiểu tử này suy yếu, ra tay giết hắn. Ngươi toàn bộ tài sản đều thua bởi hắn, ngươi còn muốn cùng hắn kể vai chiến đấu sao? Thương Thiên Bạch Vũ không có khả năng hướng về ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu nhập vào ta, sớm một chút tìm đầu đường ra tốt. Hắn thấy kiếm tử Tiên Trần đã bại lui, lập tức lại khóa chặt một cái mới mê hoặc đối tượng. Vậy đối tượng chính là Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà. Hoa Tổ cùng Tôn Di đánh cược thua, chính là bất đắc dĩ lo lắng thời khắc, mặc dù thụ mệnh bảo hộ Nhậm Phi Phàm, nhưng được ngày nào hay ngày ấy, cũng vô tâm tác chiến, chỉ trong góc cùng một chút tạp binh đánh nhau, bỗng nhiên nghe được Sửu Thần, trái tim của hắn lập tức mãnh liệt nhảy một cái. Sửu Thần lời nói, phảng phất mang theo một cỗ to lớn ma lực, dẫn dụ lòng người. Hoa Tổ nghĩ thầm, đúng rồi, đại chủ tể đã từ bỏ ta. Thật muốn ta bồi giao toàn bộ tài sản, đó không phải là gọi ta đi chết. Lưu tại đạo tông, ta chỉ có một con đường chết, chỉ có đầu nhập vào Sửu Thần, mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ như vậy, hắn chợt cảm thấy nhất niệm thiên địa rộng, cảm thấy có quyết đoán, lập tức huy kiếm hướng Diệp Thần ám sát mà đi. Diệp Thần lúc này vừa mới triệu hoán đạo thiên kiếm, thân thể tiếp nhận to lớn gánh vác, chính là gân cốt xé rách đau đớn thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Tổ nhất kiếm đánh tới. Cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Sửu Thần một thoáng mê hoặc, Hoa Tổ cũng làm phản rồi. Ách nạn quỷ độc. Hoa Tổ kiếm đến nửa đường, tung ra một vệt độc phấn, đem Diệp Thần xung quanh người bức lui, kiếm khí dùng hừng hực chi thế hướng phía trước ám sát, kiếm khí bên trong cũng mang theo ách nạn quỷ độc độc tố, 10 điểm mãnh liệt. Diệp Thần trầm giọng nói, ta vì độc bia chi chủ, ngươi còn dám đối ta dùng độc. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh. Lập tức gọi ra một tấm bia đá, trên tấm bia đá in một cái độc chữ, chính là độc bia, có thể trấn áp hấp thu vạn độc. Xoạt! Độc bia phun tỏa hào quang, lập tức liền đem Hoa Tổ phóng thích ra độc phấn độc tố khí độc, toàn bộ hấp thu tới. Tại Diệp Thần tấn thăng thiên nguyên cảnh về sau, hắn đối luân hồi huyền bia trưởng khống, cũng càng thâm nhập. Nếu như trước kia, giống như là Diệp Thần đã từng trúng qua bệnh ách ma quân virus, khi đó dùng độc bia đều không giải quyết được. Bởi vì cái kia virus quá xảo trá quỷ dị, Diệp Thần tu vi cũng không tới hỏa hầu. Nhưng bây giờ, hắn có thiên nguyên cảnh thực lực, độc bia uy lực tiến một bước phát huy, nếu như bây giờ lại đụng đến cái gì độc tố, hắn cũng có thể dựa vào độc bia giải quyết hết. Cái gì?
Hoa tổ thấy mình tán phát kịch độc, nhanh như vậy liền bị Diệp thần hóa giải mất, lập tức giật nảy cả mình. Bản thể hắn sức chiến đấu cũng không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, chủ yếu là dược thảo chi đạo cùng dùng độc thủ pháp lợi hại, kịch độc mỗi lần bị Diệp thần phá giải, kiếm thế của hắn liền trở nên suy yếu. Diệp thần dễ dàng nghiêng người tránh thoát, lập tức trở tay một trường, mượn nhờ huyết long cùng tinh đạo long nữ lực lượng, hung hăng hướng hoa tổ đánh tới. Hoa tổ là hại chết cầm đế cùng độc thủ dược thần thủ phạm, cũng là thảo thần phái địch nhân lớn nhất, Diệp thần đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ, một trường này dùng hết toàn lực. Hoa tổ cảm nhận được Diệp thần trưởng thế hung mãnh, nên cũng không dám đón đỡ, cấp tốc lui lại. Kinh cức vương tọa, quấn quanh. Đúng lúc này, Tôn Di nhanh chân xông lại, gia nhập chiến trận, thủ quyết khẽ động, điều động kinh cức vương tọa năng lượng, từng đầu kinh cức dây leo xoạt kéo bay tập mà ra, cuốn lấy hoa tổ hai chân, khiến cho hắn không cách nào lại động đậy. Không tốt. Hoa tổ sắc mặt đại biến. Diệp thần, nhanh. Tôn Di lớn tiếng thúc giục nói, nàng thực lực có thể kém xa Tít Tắp hoa tổ, coi như có thể cuốn lấy hoa tổ, cũng chỉ bất quá một cái chớp mắt. Diệp thần quyết đoán cực nhanh, lập tức phi thân hướng hoa tổ xông tới giết, một trường gào thét. Hoa tổ khẽ cắn môi, lúc này đã tránh thoát kinh cức trói buộc, cấp tốc lui về sau đi, nhưng Diệp thần đánh đòn phủ đầu, tay cầm vẫn là đột nhiên đánh tới trên đầu vai của hắn. Trộm tinh đại pháp. Vừa tiếp xúc với hoa tổ thân thể, Diệp thần lập tức phát động trộm tinh đại pháp. Này trộm tinh đại pháp có thể là tinh đạo long nữ tuyệt kỹ sở trường, Diệp thần mượn tinh đạo long nữ lực lượng, một thoáng phát động, lập tức liền phá hủy hoa tổ trong cơ thể trật tự, điên cuồng rút ra hắn linh khí. A, tiểu tử, ngươi làm gì? Hoa tổ hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình toàn thân linh khí, liền đới lấy máu tươi, không ngừng ra bên ngoài tiết ra, đều bị Diệp thần điên cuồng thôn phệ hấp thu hết. Diệp thần nhanh lệ cười một tiếng, nói ta muốn đem ngươi ép thành thây khô. Hắn điên cuồng tăng lớn trộm tinh đại pháp cường độ, điên cuồng đánh cắp lấy hoa tổ khí huyết. Hoa tổ sợ hãi, hét lớn, không, đáng chết tiểu tử, sử thần đại nhân, nhanh cứu ta. Hắn muốn tránh thoát mở Diệp thần tay cầm, nhưng Diệp thần tay cầm gắt gao dính tại hắn trên đầu vai, hắn khí huyết bị trộm mất về sau, đầu lại là chóng mặt, căn bản để không nổi khí lực phản kháng, đành phải hướng sử thần cầu viện. Nhưng sử thần đang cùng đại chủ tể, nguyên thiên đế kịch chiến lấy, chỗ nào có thể thoát ra. Trong khoảnh khắc, tại rất nhiều kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, hoa tổ thế mà sống sờ sờ bị Diệp thần rút khô, cả người biến thành một bộ khô thi, soạt một thoáng rớt xuống đất, liền triệt để tan thành từng mảnh, giống như phong hóa ngàn năm thi thể. Ong ong! Diệp thần thôn phệ hoa tổ đại lượng khí huyết, chỉ một thoáng tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, linh khí bão táp, tu vi một thoáng liền theo thiên nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, đột phá bước vào thiên nguyên cảnh 3 tầng trời mức độ. Lão gia hỏa này, thế mà thật liền chết. Diệp thần nhìn xem hoa tổ thi thể, có chút như mộng như ảo cảm giác. Hắn không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền có thể giết chết hoa tổ, mà lại là đem hắn khí huyết triệt để ép khô. Phải biết, hoa tổ có thể là thiên đế cường giả A, coi như Diệp thần có huyết long cùng tinh đạo long nữ trợ lực, cũng không dễ dàng như vậy giết chết hắn mới đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là hoa tổ làm phản, ngưu phản đạo tông. Mất đi đạo tông đại khí vận bảo hộ, hắn liền trở nên suy yếu rất nhiều, Diệp thần giết chết hắn cũng dễ dàng. Nhìn thấy hoa tổ chết đi, không ít người chấn kinh, bất quá nếu là bị Diệp thần giết chết, vậy cũng không có gì tốt khiếp sợ, dù sao Diệp thần sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tôn Di vui vẻ nói, Diệp thần, người giết chết hoa tổ, vậy thì tốt quá, nhanh phục sinh tiểu thảo thần đi. Nàng cũng nhớ thương lấy tiểu thảo thần, biết phục sinh tiểu thảo thần. Bất tử thiên thư là then chốt. Mà hoa tổ máu, có thể dùng đến viết tên tiểu thảo thần, từ đó đem tiểu thảo thần phục sinh. Tôn Di chính là bị tiểu thảo thần triệu nhập không không lúc nào không, nàng đối tiểu thảo thần sinh tử, cũng là quan tâm cực kỳ. Tốt! Diệp thần không do dự, bởi vì hắn vừa mới hấp thu hoa tổ khí huyết, hiện tại khí huyết này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, còn có lợi dụng chỗ trống, nếu như chờ tiêu hóa hoàn tất, cái kia liền không thể lại lợi dụng. Diệp thần lập tức tế ra bất tử thiên thư, ngón tay bốc lên máu, dính lấy hoa tổ máu, tại không chết trên thiên thư cấp tốc viết xuống tên tiểu thảo thần thanh niên. Hồn thiên đế đang tại đại chiến, xa xa thấy Diệp thần bất tử thiên thư, lập tức sợ hãi đại chấn, quát, là bất tử thiên thư. Năm đó trung cực chi thần ban cho ta lễ vật, tiểu tử,
ngươi dám nhúng chàm. Tương truyền chỉ cần đem người tên, viết đến bất tử trên thiên thư, là có thể bất tử bất diệt. Hồn Thiên Đế thân thể bão táp, hướng Diệp Thần xung đi, muốn cướp đoạt bất tử thiên thư, nhưng bị Nguyên Thiên Đế cản lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng không có quản Hồn Thiên Đế sao động, hắn nhìn chăm chú bất tử thiên thư, chỉ gặp hắn viết xuống tên tiểu thảo thần thanh niên về sau, chỉnh vốn không chết thiên thư nở rộ xanh biếc thần mang, cuồn cuộn sinh mệnh linh khí chảy xuôi mà ra. Tại cuồn cuộn xanh biếc thần mang bên trong, một cái tiểu nữ hài thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là tiểu thảo thần thanh niên. Này bất tử thiên thư, quả nhiên có phục người sống hiệu quả, coi như là tiểu thảo thần thanh niên này loại đã từng cửu thần, quyền hành cực cao tồn tại, đều có thể phục sinh. Tiểu thảo thần thanh niên một phục sinh, bất tử thiên thư liền hóa thành cho tàn tiêu tán. A a a! Hồn Thiên Đế thấy cảnh này, hận muốn điên, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Mà tiểu thảo thần thanh niên phục sinh về sau, thì là có chút mờ mịt đánh giá bốn phía, nàng nhìn thấy đại chủ tể, thấy được Nguyên Thiên Đế, thấy được Hồn Thiên Đế, thấy được Sử Thần, không khỏi bối rối. Lá thần ca ca. Tiểu thảo thần hướng về Diệp Thần nhẹ nhàng kêu gọi, tại nhìn thấy Diệp Thần về sau, trong nội tâm nàng mới an định lại. Thanh niên muội muội, ngươi cuối cùng sống lại. Diệp Thần kinh hỉ, đi lên ngồi xuống án lấy thanh niên đầu vai, xác định nàng đích xác là sống lại. Thanh niên mờ mịt nhìn xem bốn phía, hơi hơi bắt thiên cơ, đại khái cảm giác được một chút chân tướng, không khỏi ngây dại. Tôn Di tới ôm lấy nàng, nói tiểu thảo thần đại nhân, ngươi phục sinh liền tốt, ngươi muốn bắt hồi trở lại thảo thần quyền hành sao? Nàng đối thảo thần quyền hành, cũng không tham luyến, nếu như thanh niên muốn về, nàng nguyện ý dứt bỏ. Tiểu thảo thần thanh niên nói, không được, Tôn Di tỷ tỷ, ngươi đã có thể hiển hóa rừng rậm sách khái niệm, ngươi tới làm thảo thần. So ta càng tốt hơn, ngô, không bằng, ta làm ngươi rừng rậm sách khí linh. Tôn Di kinh hỉ nói, cái kia rất tốt, về sau chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Nàng liền tại trong lòng bàn tay thoáng hiển hóa ra rừng rậm sách một vệt ảo ảnh, tiểu thảo thần thanh niên mỉm cười, lại nhìn Diệp Thần liếc mắt, nói, chúng ta về sau muốn tại cùng một chỗ. Nàng thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào vùng rừng rậm kia sách ảo ảnh bên trong. Trực tiếp xung làm rừng rậm sách khí linh. Rừng rậm sách cái này khái niệm, năm đó tiểu thảo thần cũng là dốc lòng tham dự kiến tạo, nàng tới làm khí linh, tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều rừng rậm sách uy lực, cũng có thể nhường khái niệm ảo ảnh, lắng đọng đến càng chân thực. Có mấy cái hắc ám hồn tộc cường giả, nghĩ thừa dịp Tôn Di phân tâm đánh lén, nhưng Tôn Di trong lòng bàn tay rừng rậm sách ảo ảnh, lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng lục mang, mấy cái kia kẻ đánh lén, miệng mũi trong lỗ tai. Lập tức liền từ nội bộ sinh trưởng ra từng đầu nhánh cây cùng một lùm bụi cỏ dại, cả người đều bị một cỗ thực vật lực lượng, từ nội bộ no bạo đi. Tôn Di thấy thế, trong lòng vui vẻ, có tiểu thảo thần thanh niên làm khí linh, nàng rừng rậm sách khái niệm, lực sát thương là tăng lên nhiều. Sử thần nhìn thấy hoa tổ bị Diệp Thần hút khô, tiểu thảo thần thanh niên lại sống lại thành rừng rậm sách khí linh, không khỏi đột nhiên giận dữ, mắng, thật sự là một cái phế vật. Kiếm tử tiên trần. Ngươi lập tức cho ta tự bạo, ngăn cản Nhậm Phi Phàm độ kiếp. Hắn thấy hoa tổ đã thất bại bỏ mình, liền đem hy vọng ký thác vào kiếm tử tiên trần trên thân, cũng không cần cầu kiếm tử tiên trần có cái gì kỳ mưu thủ đoạn, chỉ cần trực tiếp đơn giản thô bạo tự bạo là đủ. Kiếm tử tiên trần có thể là đỉnh cấp thiên đế, nếu là hắn tự bạo, sử thần có lòng tin, đầy đủ ngăn cản Nhậm Phi Phàm độ kiếp rồi, thậm chí có khả năng đem Nhậm Phi Phàm nổ thành trọng thương. Lại để cho hắn chịu thiên kiếp cắn trả cũng không nhất định. Kiếm tử tiên trần nghe được sử thần, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói. Ngươi nói cái gì, sử thần, ngươi gọi ta tự bảo. Dựa vào cái gì? Sử thần hừ một tiếng, nói, ngươi đã đầu phục ta, liền là thủ hạ của ta, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nghe ta, nhanh chóng tự bảo, cầm mệnh của ngươi, đi đổi Nhậm Phi Phàm mệnh, ngươi kiếm lợi lớn biết không? Kiếm tử tiên trần ngẩn ngơ, thế mà cảm thấy sử thần lời nói này, có một đạo lý của nó. Ý nghĩ này một bốc lên, liền vô pháp thu thập, hắn trong lòng sản sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn cầm mạng của mình, đi đổi Nhậm Phi Phàm mệnh. Không sai, sử thần đại nhân, ngươi nói đúng, dùng ta mệnh, đi cùng Nhậm Phi Phàm một đổi một, vậy thì thật là kiếm lợi lớn, ha ha ha. Kiếm tử tiên trần con mắt, triệt để trở nên đỏ như máu. Đã hoàn toàn bị sử thần mê hoặc.
Toàn trường mọi người nhìn thấy một màn này, đều là hoảng hốt, bọn hắn biết Sửu Thần vặn vẹo lòng người thủ đoạn lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến nước này, vài ba câu, liền để Kiếm Tử Tiên Trần triệt để mất phương hướng. Kiếm Tử Tiên Trần thở hổn hển, hai mắt huyết hồng, nhanh chân cuồng xông mà ra, thân thể linh khí không ngừng phồng lên, cơ bắp cũng phồng lên ra, chuẩn bị muốn tự bảo. Đừng để hắn tới gần. Phật Tổ quát to, lập tức trước tiên đi ngăn cản Kiếm Tử Tiên Trần. Luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh vô số cường giả, cũng là vội vàng đi ngăn cản. Kiếm Tử Tiên Trần chịu mọi người ngăn cản, không cách nào lại tiến lên, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nhe răng cười, nói ta muốn cùng Nhậm Phi Phàm một đổi một, các ngươi cũng muốn đến bồi táng sao. Cái kia rất tốt. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Tử Tiên Trần một thoáng bấm quyết, oanh một tiếng, đúng là tại chỗ tự bảo. Huyết nhục của hắn, hắn linh khí, hắn thiên đế pháp tắc, hắn nhiều năm chế tạo thiên đế trật tự, một thoáng liền điên cuồng chợt nổ tung. Oanh! Kiếm Tử Tiên Trần thân thể nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hóa thành vô số mảnh vỡ cùng hỏa diễm, trong nháy mắt nổ tung lên. Nổ tung sinh ra năng lượng ba động khuấy động bốn phía không gian, đưa tới mãnh liệt chấn động. Hỏa diễm cháy hừng hực, khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh khói mù nồng nặc bên trong, khói mù phía dưới là một mảnh thao thiên phá hư cảnh tượng. Đại địa nứt ra, vết nứt lan tràn, tinh không thần sơn có một tòa ngọn núi loan sụp đổ phá toái, thác nước đảo lưu, chung quanh thời không yên diệt, phía trên bầu trời cũng là triệt để nứt ra, bị dẫn phát ra lôi đình bùng lên, gió lốc gào thét đại khí tượng, đinh tai nhức óc, tựa như chiến tranh kèn lệnh. Diệp Thần, Phật Tổ, Tôn Di đám người, mặt mũi tràn đầy động dung, tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, liền bị bức phải cấp tốc lui lại tránh né, Phật Tổ tới yểm hộ hai người. Bên trong chiến trường, có không tránh kịp người, liền sống sờ sờ bị tạc chết, biến thành cho bụi. Kiếm Tử Tiên Trần có thể là đỉnh cấp thiên đế, hắn một thoáng tự bạo, uy năng quá kinh khủng, bình thường thiên đế đều muốn bị xé nát, nổ tung sóng khí đã đem hư không triệt để nghiền nát. Không gian chung quanh đã là giống như hỗn độn bộ dáng, khắp nơi gào thét lên không gian loạn lưu. Mạnh mẽ nổ tung khí lưu trùng kích, hung hăng theo Nhậm Phi Phàm vị trí quét qua. Nhậm Phi Phàm đang ở độ kiếp, tự nhiên không thể tránh né. Bao trùm ở trên người hắn lôi kiếp vết chai, chỉ một chút, liền bị nổ tung xông nát, liền lên không hàng dưới thiên kiếp lôi đình, đều bởi vì Kiếm Tử Tiên Trần tự bạo, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Lôi kiếp vết chai phá toái. Nhậm Phi Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi, gương mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Nhậm tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy Nhậm Phi Phàm khí tức, vô cùng mỏng manh, giống như sau một khắc liền muốn triệt để khí tuyệt bỏ mình. Kiếm Tử Tiên Trần tự bạo, mang cho hắn trùng kích quá mãnh liệt. Thời khắc này trạng thái thật giống như một đầu muốn phá kén thành bướm ấu trùng, nếu như vết chai cưỡng ép bị người xé mở. Cái kia ấu trùng liền muốn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, không có hóa bướm khả năng. Hiện tại, Nhậm Phi Phàm liền là cái kia ấu trùng, hắn không tiếp tục hóa bướm thuế biến cơ hội, không cách nào lại chứng đạo siêu thiên, hắn gặp phải chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Thiên kiếp không ngừng đánh xuống, hắn tựa hồ đã mất đi năng lực chống đỡ, mặc cho thiên kiếp đem ra thịt của hắn, bổ đến cháy đen phát khét. Sửu Thần, ta muốn giết ngươi. Diệp Thần kinh thiên nổi giận. Luân hồi Phật khí tượng bùng nổ đến cực hạn, một chiêu Phật trưởng cuồng bạo oanh ra, trùng thiên hướng về Sửu Thần đánh tới. Sửu Thần cười hắc hắc, thoáng lui lại. Hồn Thiên Đế ánh mắt mang theo một vệt khinh thường, tại trong lúc cấp bách liếc ra một cái ánh mắt, chẳng qua là một cái ánh mắt, liền có trăm ngàn mang theo tử vong sát khí phi kiếm bạo sát mà ra, mạnh mẽ đem Diệp Thần giết lùi. Chớ nóng vội chịu chết, chờ ta giải quyết hết Nguyên Thiên Đế, lại tiễn ngươi lên đường. Sửu Thần không lấy chiến đấu tăng trưởng, cũng không có cùng Diệp Thần ngạnh bính, nhưng Hồn Thiên Đế lại là dữ dội cực kỳ, một cái ánh mắt, là có thể giết lá héo thần. Mặc dù Diệp Thần có tinh đạo long nữ trợ lực, cũng là trăm triệu thất đánh không lại, thực lực chênh lệch quá xa. Thật xin lỗi, Diệp Thần, là ta vô dụng. Tinh đạo long nữ 10 điểm hổ thẹn nói, coi như là nàng đỉnh phong thời điểm, hòa Hồn Thiên Đế y nguyên có chênh lệch cực lớn, huống chi hiện tại chẳng qua là một luồng tàn hồn. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn về phía Nhậm Phi Phàm, chỉ thấy Nhậm Phi Phàm đã là trọng thương đầy rẫy, đầu tiên là bởi vì Kiếm Tử Tiên Trần tự bạo, nhận to lớn trùng kích,
đạo pháp trật tự phá toái, sau đó lại bị thiên kiếp chém giết. Chứng đạo siêu thiên thiên kiếp, quá kinh khủng, Diệp Thần coi như nghĩ đi cứu viện, cũng hoàn toàn không cách nào tới gần Nhậm Phi Phàm. Lại tiếp tục như thế, Nhậm Phi Phàm muốn sống sờ sờ bị thiên kiếp đánh chết. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, Nhậm Phi Phàm hôm nay vì ngươi hy sinh vì đạo, không có Nhậm Phi Phàm thủ hộ, ngươi chính là một cái phế vật, chờ chết đi. Sửu Thần giữ tợn cười rộ lên, kế sách của hắn đạt được thành công lớn, nhưng kiếm tử tiên trần tự bạo, cùng Nhậm Phi Phàm cực hạn một đổi một, quả thực là huyết kiếm. Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần, đều mang cuồng nhiệt cùng thần sắc hưng phấn, Nhậm Phi Phàm chứng đạo thất bại, vậy bọn hắn liền nắm vững thắng lợi. Đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, vẻ mặt âm trầm khó xem tới cực điểm, bọn hắn lấy một địch ba, thế yếu nghiêm trọng, ban đầu đem hy vọng đều ký thác vào Nhậm Phi Phàm trên thân, nhưng bây giờ Nhậm Phi Phàm đều sắp chết, bọn hắn hy vọng triệt để phá diệt. Diệp Thần nội tâm cũng là rất đối bi thống, Tôn Di đỡ lấy hắn, nói, Diệp Thần, đừng lo lắng, ta có khả năng cứu Nhậm tiền bối. Chỉ thấy Tôn Di quỳ xuống, hai tay phóng thích cuồn cuộn xanh biếc hào quang. Một vệt vĩ đại kỳ quan pháp tướng, theo nàng trong hai tay chậm rãi bay lên, chính là rừng rậm sách. Tôn Di hai tay cầm thật chặt rừng rậm sách, nàng nhắm mắt lại, toàn thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp thần lực. Nàng ngưng tụ tâm linh lực lượng, đem toàn bộ ý niệm rót vào rừng rậm trong sách. Nguyện vĩ đại giấc mộng không nhận ăn mòn. Nguyện bi thương chuyện xưa cùng hắc ám cùng nhau bị quên mất. Nguyện rừng rậm vùng quê, dòng suối sơn khâu. Vĩnh viễn không bao giờ khô héo. Nguyện hoa tươi vĩnh phun. Rừng rậm sẽ thủ hộ hết thảy. Tôn Di phát ra nhẹ giọng ngâm sướng, tính cả lấy máu tươi của mình, cùng nhau quán chú đến rừng rậm sách pháp tướng bên trong. Ông! Đột nhiên, rừng rậm trong sách truyền ra một hồi nhẹ nhàng rung động, lập tức tản mát ra sáng ngời lục quang. Lục quang ôn hòa mà xanh biếc, tựa như trong sương mù rừng rậm, tản mát ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Cái kia ôn nhuận lục quang, mang theo bàng bạc sinh cơ năng lượng, theo rừng rậm sách phát ra về sau, liền nhanh chóng truyền lại đến Nhậm Phi Phàm trên thân thể, từng tia thật nhỏ thực vật hoa văn tại trên da rẻ của hắn hiển hiện, giống như là dấu ở rừng rậm chỗ sâu mạch lạc. Rừng rậm sách tản ra lục quang càng ngày càng mãnh liệt, tại lục quang tầm bổ dưới, Nhậm Phi Phàm thương thế chậm rãi khôi phục, trái đen da thịt một lần nữa trở nên bóng loáng khỏe mạnh, nứt ra cơ bắp vặn vẹo hồi trở lại nguyên trạng. Không chỉ như thế, rừng rậm sách lực lượng còn thẩm thấu đến Nhậm Phi Phàm trong cơ thể, chữa trị kinh mạch của hắn cùng linh hồn. Một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức tràn ngập ra, đền bù lấy hắn phá vỡ đạo pháp trật tự. Thấy cảnh này, toàn trường mọi người choáng váng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem rừng rậm sách. Rừng rậm này sách thủ hộ lực lượng, cư nhiên như thế mạnh mẽ, Nhậm Phi Phàm thụ thương nghiêm trọng như vậy, Tôn Di dựa vào rừng rậm sách, cũng có thể trị liệu. Tôn Di, ngươi. Diệp Thần cũng là ngơ ngác nhìn Tôn Di. Tôn Di khẽ cắn môi, nói, may mắn tiểu thảo thần tiến vào chiếm giữ rừng rậm sách lực lượng tăng lên rất nhiều, bằng không, ta khả năng liền không cứu sống Nhậm tiền bối. Lúc này Tôn Di gương mặt tái nhợt, khí tức vô cùng suy yếu, gần như hư thoát, rõ ràng vì cứu chữa Nhậm Phi Phàm, nàng cũng là hao phí to lớn tâm huyết, bây giờ còn tại cưỡng ép duy trì lấy rừng rậm sách, không để cho mình ngã xuống. Mà Nhậm Phi Phàm, hô hấp dần dần vững vàng, vẻ mặt cũng khôi phục như thường, tiếp tục độ kiếp, trên thân rất nhanh liền nổi lên một vài kim quang, cái kia vốn cổ phần quang năng lượng kinh người, mơ hồ lộ ra siêu phẩm thiên đế pháp tắc huy năng. Thấy thế, Diệp Thần lập tức kinh hỉ, nói, Nhậm tiền bối muốn đột phá. Tôn Di, may mắn mà có ngươi. Tôn Di ừ một tiếng, lúc này đã không có cách nào lại tiếp tục, triệt tiêu rừng rậm sách, thở hổn hển ngã oạt tại Diệp Thần trong ngực. Kỳ thật đơn thuần thôi động rừng rậm sách, sẽ không để cho nàng hư thoát như thế, là bởi vì cứu chữa Nhậm Phi Phàm, muốn tiêu hao rất nhiều tâm huyết, cũng may mắn Diệp Thần sống lại tiểu thảo thần, bằng không, chỉ dựa vào Tôn Di chính mình, cũng không cách nào cứu vãn Nhậm Phi Phàm. Diệp Thần tâm nghĩ, Nhậm tiền bối đột phá, cực kỳ trọng yếu, không còn gì để mất bại, ta cũng phải có chuẩn bị. Hắn ở trong lòng kêu gọi ngôi sao nhỏ, hỏi, ngôi sao nhỏ, ngươi ở đâu? Hắn cần luân hồi sách, mà lại nhất định phải thực thể, đơn thuần điều động năng lượng là không đủ. Nếu như Nhậm Phi Phàm đột phá thất bại, cái kia Diệp Thần liền định vận dụng luân hồi sách, sửa đổi đi qua, cưỡng ép đem kết quả cải thành công. Này loại cải biến, có thể xưng nghịch thiên,
không hề dễ dàng làm đến, cho nên hắn cần phải có luân hồi sách thực thể, mà luân hồi sách thực thể, do ngôi sao nhỏ bảo quản lấy, cũng là nàng tới rèn đúc. Đang nghe Diệp Thần kêu gọi về sau, ngôi sao nhỏ rất nhanh liền truyền đến đáp lại, nói a, ca ca, thật xin lỗi, người đang gọi ta sao? Ta đang ở chạy đến. Bất quá, Sơn Thần giới không gian pháp tắc đã chết đi, ta vô pháp dùng không gian truyền tống thủ đoạn, chỉ có thể bay lên đến, ta lập tức tới ngay, ngươi chờ một chút. Tại Hồn Thiên Đế rút ra hoàng đồ kiếm, hoàng đồ tinh sau khi vỡ vụn, ngôi sao nhỏ lập tức liền chạy trốn, nàng sớm dự cảm đến Hồn Thiên Đế sẽ phục sinh, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng không nhận được cái gì trùng kích cùng tổn thất. Nàng đi vào Sơn Thần giới về sau, muốn đi Tinh Không Thần Sơn cùng Diệp Thần hội hợp, nhưng Hồn Thiên Đế quyết tử ma nhãn, nhưng Sơn Thần giới hết thảy đều đã chết đi, bao quát không gian pháp tắc, đều triệt để ma diệt, dẫn đến Tinh Không Thần Sơn bên ngoài ranh giới, toàn bộ là một vùng tăm tối hỗn độn phế tích. Ngôi sao nhỏ chỉ có thể gian nan ở trong hỗn độn bay lượn, vô pháp tiến hành không gian truyền tống, cho nên đến bây giờ cũng còn không có đến Tinh Không Thần Sơn. Vậy ngươi nhanh lên đến. Diệp Thần nắm Thôn Vũ Đao, đứng dậy, tiếp tục cùng luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh người, chung nhau thủ hộ Nhậm Phi Phàm. Đồ chết tiệt, rừng rậm sách thế mà còn có thể cứu người. Tiếp tục giết cho ta, đừng để Nhậm Phi Phàm đột phá. Sửu Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm bị rừng rậm sách cứu sống, lập tức nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn hận, chỉ huy đại lượng hắc ám cường giả, điên cuồng hướng Nhậm Phi Phàm đánh tới. Tinh không tranh bá thi đấu bên trong, chiến đấu chẳng diện hiện ra quyết liệt. Bên trên bầu trời, đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, cùng Hồn Thiên Đế, Chu Mục Thần, Sửu Thần ba người chém giết lấy, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không lạc bại. Chỉ cần có thể chống đỡ đến Nhậm Phi Phàm đột phá, hết thảy đều sẽ tốt. Mà mặt đất bên trên, ngàn ngàn vạn vạn ma đạo cường giả, hắc ám tín đồ, lít nha lít nhít như châu chấu, lại như sắt thép thủy triều, điên cuồng hướng về Nhậm Phi Phàm phóng đi. Diệp Thần bên này, thì là liều mạng thủ hộ, cùng rất nhiều hắc ám cường giả chém giết, hai bên đều là thương vong thảm liệt, nhưng Diệp Thần bên này tử chiến không lùi. Tại mọi người thủ hộ dưới, Nhậm Phi Phàm thân thể, kim quang càng ngày càng nồng đậm, thiên kiếp đã không đả thương được hắn, phản mà trở thành hắn tôi thể chất dinh dưỡng, hắn đang ở hướng về siêu phẩm thiên đế cảnh giới, vững bước tiến gần đến. Diệp Thần tâm bên trong mừng rỡ, lúc này, một người mặc tinh thần quần áo, làn da trắng ngần xinh đẹp thiếu nữ, cũng là từ bên ngoài chạy tới hiện trường, chính là ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ vừa đến, liền cấp tốc bay đến Diệp Thần bên người, thở hổn hển móc ra một quyển sách, nhét vào Diệp Thần trong tay, nói ca ca, ta tới, cho ngươi. Nàng tốc độ cao nhất bay tới, lúc này có chút thở hổn hển đỏ mặt. Tốt! Diệp Thần nhận lấy ngôi sao nhỏ đưa tới sách, cảm thấy đại định, quyển sách kia, nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ, thậm chí nếu như lật ra, liền nội dung cũng là trống không, chỉ có trang tên sách bên trên ấn có hai chữ, một cái là thiên chữ, một cái là chữ, chính là luân hồi hướng thế sách. Luân hồi sách khái niệm bàng bạc, nếu như chỉnh bản chế tạo ra đến, vậy cơ hồ là không thể nào, Diệp Thần cùng ngôi sao nhỏ, cũng chỉ là mưu tính chế tạo tổng cương mà thôi. Chỉ cần đem tổng cương thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang tám chữ chế tạo ra đến, luân hồi sách liền có đủ mạnh khái niệm chân lý, bát tự chân lý đều đầy đủ quét ngang không không lúc nào không vô địch. Hiện tại luân hồi sách tổng cương, có thiên địa nhị chữ chân lý, pháp tắc nội tình đã thập phần cường đại, có thể sửa đổi rất nhiều đi qua, Diệp Thần đoán chừng coi như Nhậm Phi Phàm chứng đạo độ kiếp thất bại, dựa vào bây giờ luân hồi sách huy năng, cũng có thể đem kết quả thất bại, cải thành thành công. Bất quá, nếu như có thể mà nói, Diệp Thần tự nhiên không muốn vận dụng luân hồi sách, dù sao đại giới cùng tiêu hao quá lớn. Hắn trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Nhậm Phi Phàm có thể thuận thuận lợi lợi, đột phá chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Bên trên bầu trời, Hồn Thiên Đế, Chu Mục Thần, Sử Thần ba người, nhìn thấy thủ hạ rất nhiều hắc ám cường giả, đều không thể ngăn cản Nhậm Phi Phàm đột phá, không khỏi có chút gấp. Sử Thần, người đi ngăn cản Nhậm Phi Phàm đột phá. Không phải chờ hắn chứng đạo, chúng ta đều phải chết. Hồn Thiên Đế quát to. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Sửu Thần trong mắt lướt qua một vệt che lấp. Hồn Thiên Đế cả giận nói, ngươi không đi, vậy thì chờ chết đi. Sửu Thần ra mặt vặn vẹo, cắn răng nói tốt, Hồn Thiên Đế,
ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng Chu Mục Thần thiếu nợ ta một cái mạng. Tiếng nói vừa ra, Sửu Thần thân thể đột nhiên phân liệt. Hắn thân thể này vốn chính là hai đạo phân thân dung hợp một thể, sức chiến đấu cũng không mạnh, chỉ phụ trách tinh thần áp chế, nhiễu loạn ăn mòn Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể đạo tâm, chiến lực chủ yếu là Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần. Hắn thân thể phân liệt về sau, Đại Chủ Tể cùng Nguyên Thiên Đế tinh thần áp lực lập tức giảm bớt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có lật bàn khả năng. Chỉ thấy Sửu Thần hai đạo phân thân, một đạo tiếp tục lược trận, áp chế Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể tinh thần. Một đạo khác phân thân, hung hãn không sợ chết, cuồng nhiên hướng về Nhậm Phi Phàm phóng đi. Hắn lại có thể là muốn đích thân ra tay rồi, ôm ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ. Phải biết, Sửu Thần trên thế gian phân thân, chỉ còn lại có bốn đạo, mỗi một đạo đều vô cùng chân quý, không có liền thật không có, một khi bốn đạo phân thân phá diệt, bản thể hắn liền bị bước đi ra. Hiện tại, vì ngăn cản Nhậm Phi Phàm đột phá, Sửu Thần là tự mình ra tay, chuẩn bị hy sinh chính mình này đạo phân thân, không để ý đại giới, cũng muốn ngăn cản. Thiên Đế chiến xa. Sửu Thần quát to một tiếng, gọi ra một món pháp bảo, chính là một chiếc chiến xa, toàn thân kim quang sáng chói, nguy nga trang nghiêm thân xe khắc đầy thần bí phù văn cổ xưa, tản mát ra mãnh liệt thần uy, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo hoàng bá kế hoạch, mưu lược vĩ đại, chinh chiến thiên hạ đại khí phách. Chiến xa vẻ ngoài, phác họa ra thê lương phong thái, trang trí có ngọn lửa nóng bỏng hoa văn, phảng phất chiến xa bản thân liền là một cỗ lăng không bùng cháy chiến tranh lợi khí. Bánh xe bên trên khảm nạm long lân đồ án tại trong buổi tối lóe lên trận trận hàn quang, khiến cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Bộ này chiến xa, chỉ cần xem xét, liền biết là đã từng Hồn Thiên Đế pháp bảo, là hồn khí, khí tức cùng hoàng đồ kiếm tương thông, chính là chín đại hồn khí một trong. Hồn Thiên Đế lưu lại rất nhiều bảo vật bên trong, dùng chín đại hồn khí tối cường. Sửu thần tộc, còn có Hồn Thiên Đế dưới trướng hắc ám hồn tộc, vạn cổ đến nay, một mực tại tranh đoạt chín đại hồn khí. Đến trước mắt, chín đại hồn khí có bốn kiện trong tay Sửu Thần, dùng tới ký thác phân thân, còn có bốn kiện tại hắc ám hồn tộc trong tay. Hoàng đồ kiếm cùng Thiên Đế chiến xa, đều thuộc về chín đại hồn khí. Lần này, vì trùng kích Nhậm Phi Phàm, ngăn cản hắn đột phá, Sửu Thần trực tiếp khống chế lấy Thiên Đế chiến xa, oanh long long từ trên trời giáng xuống, hướng về Nhậm Phi Phàm đánh tới. Hắn dự định hy sinh hết chính mình, còn có bộ này Thiên Đế chiến xa, cứ như vậy, hắn có lòng tin đem Nhậm Phi Phàm đâm chết. Dù sao hiện tại Nhậm Phi Phàm đang đứng ở độ kiếp ngàn cân treo sợi tóc, nếu như nhận Thiên Đế chiến xa mãnh liệt như vậy trùng kích, chỉ có một con đường chết. Oanh long long, Thiên Đế chiến xa từ bầu trời phía trên, cuồn cuộn cuồng lao xuống, bộc phát ra kinh thiên nổ vang, cuốn lên thao thiên kim quang cùng lôi đình, cái kia cỗ mãnh liệt hung mãnh uy thế, làm cho toàn trường người chấn động. Ngăn lại hắn, Phật Tổ hét to, cùng Diệp Thần mang theo đại lượng cường giả phóng lên tận trời, muốn ngăn cản Sửu Thần. Ha ha ha, ai cản ta thì phải chết. Sửu Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, khu động lấy Thiên Đế chiến xa lao xuống, cuồng bạo năng lượng nổ tung, cản ở trước mặt hắn vô số cường giả, sống sờ sờ bị hắn đụng bay đâm chết, tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu thịt bắn tung tóe. Phật Tổ cùng Diệp Thần liều mạng mong muốn ngăn cản, nhưng cũng hoàn toàn ngăn không được. Thiên Đế chiến xa lực trùng kích quá mãnh liệt, hai người mạnh mẽ bị bức lui. Cuối cùng, tại vô số người kinh dị hãi dị trong ánh mắt, Sửu Thần lái Thiên Đế chiến xa, như bôn lôi thiên rơi, oanh một tiếng, hung hăng đụng phải Nhậm Phi Phàm trên thân. Oanh! Làm Thiên Đế chiến xa đánh tới Nhậm Phi Phàm trên người trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất bị kịch liệt nổ tung lực lượng trùng kích đến sụp đổ ra. Đầy trời bụi đất cùng mảnh vỡ tứ tán bay lượn, hình thành một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Va chạm sinh ra chấn động gợn sóng ở chung quanh khuếch tán, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đại địa run rẩy, sơn nhạc sụp đổ, bầu trời phá toái, tựa hồ tất cả pháp tắc đều bị đánh phá. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người choáng váng. Sửu Thần lần này va chạm, sinh ra nổ tung uy thế, so với vừa mới kiếm tử tiên trần tự bạo còn muốn mãnh liệt. Thiên Đế chiến xa đã nát vụn, ngọn lửa rừng rực tại hài cốt ở giữa thiêu đốt lên, Sửu Thần thân thể đã triệt để nổ tung chút xuống đại lượng ghê tởm trọc khí, nhưng cái kia bùng cháy hỏa diễm rất nhanh hóa thành màu đen, hôi thối hơi khói trùng thiên. Nhậm Phi Phàm đã ngã xuống,
tại thiên đế chiến xa cùng sửu thần va chạm dưới, còn có ngọn lửa màu đen kia đốt cháy dưới, thân thể của hắn đã không thành hình người, cùng hắn nói là một người, chẳng thà nói là nhất đoạn vặn vẹo than cốc. Cái này vô địch nam nhân, hiện tại đã không nhìn thấy mảy may ngày xưa uy quang, ở trên người hắn cũng không cảm giác được mảy may người sống khí tức, thiên kiếp đã ngừng, bởi vì độ kiếp người đã chết. Không. Diệp Thần thấy cảnh này, trực tiếp bối rối, nội tâm kịch liệt co rút đau đớn, không thể tin được một màn trước mắt. Hắn vội vàng bay rơi xuống, đi vào Nhậm Phi Phàm bên người, nhưng không dám đụng vào Nhậm Phi Phàm thân thể. Hắn sợ chính mình vừa chạm vào đụng, Nhậm Phi Phàm than cốc thân thể, sẽ trực tiếp nổ tung thành cho tàn. Nhậm huynh, Phật tổ cũng triệt để động dung, hắn không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Nhậm Phi Phàm đã chết. Luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn cũng không thể tin được, trong truyền thuyết thần uy vô địch huyết nguyệt thiên đế, thế mà sẽ chết đến thảm như vậy. Ha ha ha, Nhậm Phi Phàm, người cái này luân hồi hộ đạo giả, hôm nay cuối cùng thành hy sinh vì đạo người. Sửu thần cười lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cuồng nhiệt. Giết chết Nhậm Phi Phàm, hắn xúc động vạn phần. Đại chủ tể cùng nguyên thiên đế, thì là triệt để bối rối, Nhậm Phi Phàm chết, cơ hồ khiến đạo tâm của bọn họ trật tự, trong nháy mắt sụp đổ. Ao ao ao, dưới bầu trời nổi lên mưa máu tầm tã, chính là Nhậm Phi Phàm ngã xuống sau dị tượng. Không, Nhậm tiền bối sẽ không chết. Ta phải sửa đổi đi qua, ta phải sửa đổi đi qua. Diệp Thần khẽ cắn môi, móc ra luân hồi sách, toàn thân đều đang run rẩy. Ca ca, bình tĩnh một chút. Ngôi sao nhỏ hai mắt đỏ bừng, ôm lấy Diệp Thần, cất tiếng đau buồn nói, không cải biến được, kết cục này quá nặng nề. Luân hồi sách sửa đổi đi qua, cũng là có cực hạn, nếu như quá nặng nề kết cục, sẽ rất khó cải biến. Tỷ như, hiện tại Nhậm Phi Phàm, kết cục không chỉ là độ kiếp thất bại, hắn còn chết rồi, kết cục này thực sự quá nặng nề, mong muốn cải biến cũng cực kỳ gian nan. Có khả năng, luân hồi sách chân lý đủ mạnh mẽ, chỉ cần ta lại hiến tế ít đồ làm kiếp nổ, nhất định có thể cải biến quá khứ. Diệp Thần thân thể run dữ dội hơn, gắt gao cắn môi không để cho mình đạo tâm trật tự mất khống chế, hắn không thể nào tiếp thu được Nhậm Phi Phàm chết đi kết cục, hắn nhất định phải cải biến. Hắn hiến tế xuất siêu thiên bài biển cùng cửu thiên bàn long trụ, đây là yêu tổ thần khí. Hai đại yêu tổ thần khí hiến tế, ông ông tác hưởng, trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo năng lượng, quán chú đến luân hồi trong sách. Diệp Thần phát ra ý chí mãnh liệt, muốn cải biến quá khứ, phục sinh Nhậm Phi Phàm. Nhưng, siêu thiên bảng hiệu cùng cửu thiên bàn long trụ, hai đại yêu tổ thần khí hiến tế, bàng bạc năng lượng quán chú nhập luân hồi sách, lại như nê nghiêu nhập hải. Luân hồi sách không có bùng nổ mảy may dị tượng, cũng không có thực hiện Diệp Thần ý chí. Rõ ràng, ý chí của hắn quá nghịch thiên, muốn phục sinh Nhậm Phi Phàm, điểm này hiến tế căn bản chưa đủ. Không, tại sao có thể như vậy? Diệp Thần không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực, chẳng lẽ liền luân hồi sách, đều không thể cải biến Nhậm Phi Phàm tử vong kết cục? Ha ha ha, luân hồi chi chủ, Nhậm Phi Phàm vừa chết, ngươi liền bị dọa hỏng mất sao? Lại nhải đang làm gì? Sửu thần quan sát Diệp Thần, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn cũng không biết Diệp Thần tại nếm thử khởi động luân hồi sách, chỉ cho là Diệp Thần là hỏng mất, luống cuống tay chân tại phí công nghĩ cứu vớt Nhậm Phi Phàm. Nhưng coi như là nguyên thiên đế, đại chủ tể loại cao thủ cấp bậc này, đều khó có khả năng phục sinh Nhậm Phi Phàm. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ nhìn thấy Diệp Thần sụp đổ bộ dáng, cũng là 10 điểm không đành lòng, nói. Diệp Thần, ngươi đừng như vậy, đại thế đã mất, Nhậm Phi Phàm chết rồi, ngươi. Ngươi đi nhanh đi, không phải Sửu Thần muốn giết ngươi, chúng ta trước chạy đi lại nói, lại nghĩ biện pháp báo thù. Diệp Thần cắn răng nói, ta không thể đi, ta còn muốn phục sinh Nhậm tiền bối. Hiến tế đồ vật còn chưa đủ, xem ra muốn bắt ta mệnh, mới có thể đổi Nhậm tiền bối khôi phục. Siêu thiên bảng hiệu cùng cửu thiên bàn long trụ, đã hiến tế. Năng lượng đắm chìm tại luân hồi trong sách, luân hồi sách nhưng không có khởi động, Diệp Thần biết là tế phẩm còn chưa đủ, không đủ để mở ra luân hồi sách. Nhưng, chỉ cần hắn xuất ra mạng của mình, này tế phẩm là tuyệt đối đầy đủ. Nghĩ như vậy, Diệp Thần xuất ra thôn vũ đao, liền hướng của mình cắt đi. Tinh đạo long nữ giật nảy mình, vội vàng ngăn cản hắn nói, đừng đừng đừng. Tiểu gia hỏa, người điên rồi sao?
Coi như ngươi phải cứu Nhậm Phi Phàm, cũng không cần tự sát a. Ngô, ngươi chặt đứt một cánh tay, đoán chừng liền có thể khởi động luân hồi sách. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, chỉ muốn chém đứt một cánh tay là được rồi sao? Tinh đạo long nữ nói, cái gì gọi là chỉ cần? Ngươi như tự đoạn một tay, đại giới hạng gì to lớn, không chỉ thân thể trật tự sẽ có tàn khuyết, khí huyết cũng sẽ nghiêm trọng hao tổn. Ta xem muốn khởi động luân hồi sách, ngươi hy sinh một cánh tay cũng không xê xích gì nhiều, khí huyết đầy đủ, nhưng đại giới lớn như vậy, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, thật nếu để cho chính mình tàn tật, tới đổi Nhậm Phi Phàm phục sinh sao? Nàng ánh mắt so Diệp Thần độc ác rất nhiều, có thể phán đoán rõ ràng năng lượng pháp tắc cân bằng, hiện tại Diệp Thần đã hiến tế cửu thiên bàn long trụ cùng siêu thiên bảng hiệu, lại hiến tế một cánh tay, năng lượng không sai biệt lắm liền đầy đủ khởi động luân hồi sách, đồng thời cải biến quá khứ. Diệp Thần nói, dùng ta một cánh tay, đổi Nhậm tiền bối phục sinh, vậy còn dùng cân nhắc sao? Hắn không chút do dự, lập tức phung lên thôn vũ đao, đem chính mình cánh tay trái chảm gãy xuống. Cánh tay trái một chặt đứt, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một cỗ kịch liệt toàn tâm đau đớn. Cỗ này đau đớn, kỳ thật không phải tay cụt thống khổ, mà là thân thể trật tự nổ tung đau đớn. Thân thể tóc ra, chịu chi với thiên, cơ thể người trật tự, tứ chi ngũ quan, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt vị, như thiên đạo hoàn mỹ, trật tự rành mạch. Đỉnh cấp cao thủ, không có một cái nào là tàn phế, bởi vì người tàn tật thân thể có khuyết tổn, đại đạo trật tự không đủ viên mãn, không có thể trở thành cao thủ. Đỉnh cấp cao thủ, đều là có được đại viên mãn, lớn hoàn mỹ trật tự, thân thể sẽ không có bất luận cái gì khuyết tổn chỗ. Diệp Thần một thoáng chặt đứt cánh tay trái, đau nhức toàn tâm, liền thấy thân thể trật tự, đã xuất hiện băng thiếu, đại đạo không hoàn mỹ đến đâu, hắn về sau mong muốn đột phá liền khó khăn, mà lại khí huyết hao tổn thâm hụt đến lợi hại, khả năng liền thực lực hiện hữu đều không thể bảo tồn. Luân hồi chi chủ, ngươi làm cái gì? Phật tổ nhìn thấy Diệp Thần tự đoạn cánh tay, chỉ sợ đến hồn phi phách tán, còn tưởng rằng Diệp Thần bởi vì Nhậm Phi Phàm cái chết, đạo tâm sụp đổ, làm ra cử động khác thường. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không nói thêm gì, mà là thôi động ý chí, đem chính mình tay cụt hiến tế đi, đại lượng máu tươi tuôn ra nhập luân hồi trong sách. Máu tươi của hắn bên trong, ẩn chứa đến tinh trí thuần luân hồi năng lượng, chính là khởi động luân hồi sách tốt nhất nhiên liệu. Ông! Diệp Thần tay cụt máu tươi, toàn bộ quán chú đến luân hồi trong sách, luân hồi sách phát ra một trận rung động, tràn ngập ra một vài kim quang, nhưng ngưng tụ không ra, có vận sức chờ phát động dấu hiệu, nhưng thế còn chưa đủ, cũng không có chân chính khởi động. Ta tự chém một tay, còn chưa đủ để khởi động luân hồi sách. Diệp Thần vẻ mặt đột biến, trăm triệu không nghĩ tới, khởi động luân hồi sách cư nhiên như thế gian nan, chính mình tự chém một tay, hiến tế đại lượng khí huyết còn chưa đủ. Tại sao có thể như vậy? Nhậm Phi Phàm tử vong kết cục, cư nhiên như thế trầm trọng, khó như vậy cải biến sao? Tinh đạo long nữ thấy cảnh này, cũng là ngây dại, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần tự chém cánh tay về sau, hiến tế ra tới khí huyết, liền đầy đủ phục sinh Nhậm Phi Phàm, không nghĩ tới còn chưa đủ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nghĩ khởi động luân hồi sách, tự nhiên không phải quá gian nan sự tình, nhưng Nhậm Phi Phàm tử vong kết cục, quá mức trầm trọng. Muốn sửa đổi kết cục này, cũng là cực kỳ gian nan, luân hồi sách mở ra cũng biến thành muôn vàn khó khăn. Ngôi sao nhỏ thấy thế, khóc ròng nói, ca ca, được rồi, ngươi không nên thương tổn chính mình, chúng ta đi nhanh đi, về sau lại nghĩ biện pháp. Diệp Thần khẽ cắn môi, trán nổi gân xanh đột nhiên, đến lúc này, hắn không có khả năng từ bỏ, tự chém một tay còn không được, cái kia liền tiếp tục. Đụng, Diệp Thần ngự lên thôn vũ đao, hắn còn có một cánh tay. Tinh đạo long nữ hoảng sợ nói, đủ rồi, tiểu gia hỏa, đừng có lại thương tổn tới mình. Dừng một chút, tinh đạo long nữ trên mặt cũng là lộ ra một vệt bất đắc dĩ xoắn suýt biểu lộ, nói, để cho ta tới đi, ta có biện pháp có thể giúp ngươi khởi động luân hồi sách. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, ngươi có biện pháp nào, là có bảo vật gì, có thể sung làm tế phẩm nhiên liệu. Tinh đạo long nữ ai thở dài một hơi, biểu lộ chuyển thành thoải mái, bình tĩnh nói, nhiên liệu là có. Chính là ta cỗ này tàn hồn. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Tinh đạo long nữ nói, bùng cháy thần hồn của ta, đầy đủ cải biến Nhậm Phi Phàm tử vong kết cục. Nhậm Phi Phàm là ngươi hộ đạo giả, hắn còn chưa tới hy sinh vì đạo thời điểm, hắn còn không thể chết. Liền dùng thần hồn của ta, đổi hắn tô tỉnh đi.
Bất quá, tiểu gia hỏa, người có thể không nên quên ta à, tương lai trèo lên đỉnh luân hồi đỉnh phong, nhớ kỹ nắm ta phục sinh. Còn có, muốn báo thù cho ta à, kinh vô mệnh còn nhớ chứ? Phần tịch linh sơn sát thủ, năm đó liền là hắn sát hại ta, hừ hừ, người có thể không thể quên. Tinh đạo long nữ rất có soát lại cho đúng rồi bàn giao đời di ngôn ý tứ, nàng đã quyết ý muốn bùng cháy chính mình. Muốn tu đổi nhậm phi phàm tử vong kết cục, vô cùng gian nan, thậm chí có thất bại nguy hiểm. Nhưng bây giờ, tinh đạo long nữ dùng chính mình thần hồn làm tế, vậy liền bảo đảm tuyệt đối sẽ không thất bại. Không, tiền bối. Diệp thần có chút choáng váng, mong muốn nói cái gì, nhưng tinh đạo long nữ mỉm cười, thần hồn đã kịch liệt bốc cháy lên, năng lượng bàng bạc như chảy xiết tuôn trào ra, toàn bộ quán chú đến diệp thần luân hồi trong sách. Đạt được tinh đạo long nữ thần hồn hiến tế, luân hồi sách rốt cục tích xúc đến đầy đủ năng lượng, oanh một tiếng bùng nổ thao thiên kim quang, màu vàng kim cột sáng phóng lên tận trời, giống như thực chất, đỉnh thiên lập địa, dung chuyển chư thế thương khung. Tại thời khắc này, luân hồi sách rốt cục khởi động. Diệp thần ý chí, lập tức đạt được quán triệt, chư thiên ông ông tác hưởng, hiển hóa ra đại khí tượng, xuất hiện một cái to lớn luân hồi chi bàn, oanh long long chậm rãi chuyển động. Tại cái kia luân hồi chi bàn phía trên, tuyên khắc lấy một cái thiên chữ, một cái chữ, có vô cùng ảo diệu đại đạo chân lý, đang lưu chuyển chậm chậm lấy, sinh sôi không ngừng. Làm cái này luân hồi chi bàn xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người choáng váng. Không có ai biết, đây là luân hồi sách khí tượng, bởi vì cũng không ai thấy qua chân chính luân hồi sách. Bọn hắn chỉ cho là, này luân hồi chi bàn, là diệp thần thần thông khí tượng hiển hóa. Ngô! Sử thần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy cái này luân hồi chi bàn sau khi xuất hiện, thiên địa pháp tắc sinh ra biến hóa kinh người. Hồn thiên đế cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kinh hãi nói, đây là cái gì, tại sao có thể có lớn như vậy khí tượng? Thời gian giống như tại đảo lưu. Bình thường thần đạo cảnh võ giả, đều có thể nhường thời gian đảo lưu, này loại đơn giản thời gian pháp tắc trưởng khống thủ đoạn cũng không khó. Nhưng người bình thường thời gian đảo lưu, chỉ có thể khống chế tại phạm vi nhỏ bên trong, mà lại có thể cải biến được đồ vật, cũng chỉ là vật tầm thường. Nhưng bây giờ, diệp thần luân hồi chi bàn, răng rắc chuyển động, lại đem cả phiến thiên địa, toàn bộ không không lúc nào không chủ thế giới, còn có vô tận vĩ độ không gian, chư thế vạn giới, liên đới lấy cùng nhau nghịch chuyển, chư thế thời gian phảng phất tại cùng nhau đảo lưu, lại giống như này thời gian đảo lưu khí tượng, chẳng qua là ảo giác, trên thực tế là đi qua nhân quả, đang kịch liệt phát sinh cải biến, đi qua chuyện đã xảy ra, đang bị người cải biến, thế giới đường vặn vẹo, cho nên sinh ra này chủng loại giống như thời gian đảo lưu ngạc nhiên tượng. Tình huống chân thật là cái gì, không có người biết rõ, bởi vì mọi người đều không có chịu qua loại cảm giác này, chỉ biết là theo diệp thần luân hồi chi bàn chuyển động, trời cùng đất phảng phất tại lật đổ, càn khôn tại điên đảo, thế giới đường đang vặn vẹo biến động, tất cả mọi người sinh ra một loại ác tâm nghĩ nôn mửa cảm giác. Thế giới đường đang thay đổi động, luân hồi nghịch chuyển đi qua. Chu Mục Thần kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra vô cùng kinh dị thanh âm, trực tiếp bộc phát ra nhất kiếm, cuồng bạo kiếm khí, hướng về trôi nổi ở trên bầu trời luân hồi chi bàn chém đi. Nhưng, cái kia luân hồi chi bàn, lại phảng phất là không khí, chẳng qua là một loại nào đó nhân quả biến ảo khí tượng, kiếm khí của hắn trực tiếp xuyên thấu qua, cũng không có đối cái kia luân hồi chi bàn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đại chủ tể nhìn một chút tay cụt diệp thần, lại nhìn một chút luân hồi chi bàn phía trên thiên địa nhị chữ, lẩm bẩm nói, đây là luân hồi sách khí tượng sao. Tất cả mọi người đình chỉ đánh nhau, ngơ ngác nhìn cái kia luân hồi chi bàn không ngừng chuyển động, cảm thấy mình trí nhớ, tư tưởng, linh hồn, máu thịt, phảng phất cũng đi theo cùng nhau xoay tròn, không ít đạo tâm hơi yếu người, trực tiếp quỳ xuống đất huệ ói ra, ngất đến lợi hại. Theo luân hồi chi bàn chuyển động, thiên địa lật đổ. Càn khôn điên đảo, thế giới nghịch loạn, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy trên mặt đất nhậm phi phàm thi thể, thế mà không thấy. Oanh long long, thiên địa khí chảy nổ tung, kim quang hạo đã nghìn vạn dặm, một cỗ siêu phẩm thiên đế khí tức khủng bố, ở chân trời cuồn cuộn dâng trào mà xuống. Chỉ thấy cả người tư thế vĩ ngạn, phong thần tuấn lãng nam tử, một thân kim quang đế bào ra thân, cầm trong tay sát sinh trường kiếm, sau lưng 10 vòng trăng máu lưu chuyển. Xuất hiện ở trên bầu trời, đó chính là Nhậm Phi Phàm. Mọi người thấy Nhậm Phi Phàm xuất hiện ở trên trời, lập tức choáng váng, không thể tin được trước mắt của mình. Nhậm Phi Phàm,
hắn không là chết sao? Hắn làm sao sống lại? A, à, khí tức của hắn, như thế kiểm rộng rãi cuồn cuộn, đã là siêu phẩm thiên đế. Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, này sao lại thế này? A, à, trí nhớ của ta xuất hiện rối loạn, ai có thể nói cho ta biết, Nhậm Phi Phàm đến cùng là bị sử thần giết chết, vẫn là thành công chứng đạo. Trí nhớ của ta cũng rối loạn, cái thế giới này, là thật, là giả. Là mộng cảnh, vẫn là hiện thực. Vô số người phát ra rung động tiếng hô, càng nhiều người quỳ xuống đất nôn mửa, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, đó là trí nhớ của bọn hắn, xuất hiện nghiêm trọng điên đảo rối loạn, không cách nào phân biệt hiện thực hậu quả. Lúc này Nhậm Phi Phàm, khí tức quá mênh mông, rộng rãi sục sôi vô địch, hắn đã chứng đạo thành công, tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Hơn nữa, còn là đỉnh phong nhất siêu phẩm thiên đế, so Hồng Quân lão tổ còn muốn lợi hại hơn, khoảng cách đạo quân cảnh, cũng chỉ bất quá cách xa một bước. Nhậm tiền bối. Diệp Thần nhìn thấy trên bầu trời Nhậm Phi Phàm, lập tức mừng rỡ như điên, mà sau não túi lại là một hồi choáng váng, là tự chém cánh tay, mất máu quá nhiều mang tới trống rỗng. Hiện tại, Diệp Thần trong đầu có hai màn hoàn toàn khác biệt trí nhớ. Một màn trí nhớ, là sử thần khống chế lấy thiên đế chiến xa, va chạm Nhậm Phi Phàm, dẫn đến Nhậm Phi Phàm độ kiếp thất bại bỏ mình. Một cái khác màn trí nhớ, là sử thần thiên đế chiến xa, đập xuống trước khi đến, Nhậm Phi Phàm liền đột phá chứng đạo thành công, nhất kiếm nữa chém giết, đem sử thần kèm thêm lấy thiên đế chiến xa đều chém vỡ. Này hai màn trí nhớ, đều là thật, là thế giới đường khác biệt chi nhánh. Diệp Thần nhìn chung quanh, liền thấy thiên đế chiến xa hài cốt, còn có sử thần phân thân hài cốt ô uế, hắn liền biết, mình đã thành công sửa đổi đi qua. Hiện tại, chủ thế giới đường, là Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, bước vào siêu phẩm thiên đế, một kiếm phá giết sử thần cùng thiên đế chiến xa thế giới đường. Đến mức trước đó đầu kia thế giới đường, đã bị đổi động, trở thành huyễn tưởng tồn tại, cung cấp là bọt nước, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ không lại ảnh hưởng hiện tại chủ thế giới. Thế giới đường bị sửa đổi, thiên địa lật đổ, càn khôn điên đảo, cho toàn trường mọi người trí nhớ, mang đến to lớn hỗn loạn. Trong đầu của bọn họ, cũng giống như Diệp Thần, có hai màn trí nhớ, nhưng bọn hắn vô pháp phân rõ ràng, đến cùng một màn kia trí nhớ, mới là thế giới chân thật đường, thế nào một màn mới là hư ảo. Tất cả mọi người cảm thấy mình giống như là sống trong mộng, chỉ có thể khẳng định một sự kiện, cái kia chính là, thế giới nhân quả khẳng định bị người xúc động qua. Thiên địa đã lật đổ. Đây cũng là Diệp Thần luân hồi sách, còn chưa đủ hoàn mỹ, hắn muốn cải biến thế giới đường kết cục, cũng quá mức trầm trọng, cho nên dấu vết vô cùng lớn lao, người người đều biết nhân quả ra rối loạn. Nếu như luân hồi sách đủ rất hoàn mỹ, cái kia Diệp Thần coi như sửa đổi đi qua, cũng sẽ không có người phát giác, hết thảy nhân quả dấu vết đều sẽ không lưu lại, thậm chí khả năng liền bị sửa đổi người, đều không biết mình vận mệnh bị sửa đổi. Bất quá giờ khắc này, Nhậm Phi Phàm là rõ ràng biết, chính mình kết cục bị sửa đổi. Hắn ban đầu là chết chắc, là Diệp Thần liều lĩnh đại giới, sửa đổi đi qua tuyến thời gian, nhưng hiện tại thế giới đường xuất hiện lật đổ, cải biến hắn chết kết cục, khiến cho hắn thành công chứng đạo đột phá, nhất cử bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Diệp Thần, đa tạ. Nhậm Phi Phàm vô cùng cảm kích nhìn Diệp Thần, biết mình cái mạng này, là Diệp Thần cho. Hắn có thể trở thành siêu phẩm thiên đế, cũng là Diệp Thần cho. Nhậm Phi Phàm, ngươi, dòng, ngươi chứng đạo thành công. Sử thần vô cùng kinh hãi nhìn xem Nhậm Phi Phàm, cũng cảm thấy mình trí nhớ rối loạn không thể tả, hắn rõ ràng là đụng chết Nhậm Phi Phàm, nhưng bây giờ cái này trí nhớ, lại bị lật đổ, bị mới trí nhớ bao trùm. Nhậm Phi Phàm ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, bỗng nhiên nhất kiếm, một đạo huyết nguyệt kiếm mang chém giết mà ra, chỉ nhất kiếm, hắn liền đem sử thần chặn ngang chém giết. Sử thần trợn mắt hốc mồm, không có phát ra một điểm tiếng vang, thân thể này cũng bị Nhậm Phi Phàm giết hết, rất nhanh hóa thành phi hôi yên diệt mà đi. Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần cực kỳ kinh dị, Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, kết cục này, mang cho bọn hắn to lớn rung động, dùng về phần bọn hắn nhìn xem sử thần bị chạm, đều không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem sử thần chết đi. Toàn trường người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này, chứng đạo siêu thiên Nhậm Phi Phàm, quá cường hãn, quá lợi hại, quá vô địch, chẳng qua là nhất kiếm, liền dễ dàng chém giết sử thần. Sử thần vừa chết, thế cục liền trong nháy mắt thay đổi. Diệp Thần bên này,
có Nhậm Phi Phàm, Đại Chủ Tể, Nguyên Thiên Đế ba đại cao thủ, mà Hồn Thiên Đế bên này, chỉ còn lại có hắn cùng Chu Mục Thần. Nhậm Phi Phàm, quả nhiên lợi hại a. Nguyên Thiên Đế tầm mắt bạo sáng lên, cũng là khó mà che giấu kích động của mình. Nhậm Phi Phàm thản nhiên nói, không phải ta lợi hại, là Diệp Thần lợi hại, ta mệnh, tu vi của ta, đều là hắn cho. Nguyên Thiên Đế nói, vậy chúng ta hợp lại, đem Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần chu sát. Nhậm Phi Phàm nói, đang lúc như thế. Rút kiếm bước ra, một bước liền đến Nguyên Thiên Đế bên người, lại cúi đầu hướng Phật Tổ nói. Phật Tổ, trước mang Diệp Thần rời đi, miễn cho lầm đả thương ngươi nhóm. Hắn thấy Diệp Thần cánh tay gãy mất, cũng rất là lo lắng. Hiện tại Diệp Thần quá hư nhược, không thể lại chiến đấu tiếp, nhất định phải nghỉ ngơi. Nhậm tiền bối. Diệp Thần còn muốn nói gì, nhưng hoàn toàn chính xác suy yếu đến lợi hại, tay cụt vết thương thấy đau, đầu choáng váng, ngay cả đứng lập đều nhanh đứng không vững. Lần này khởi động luân hồi sách, sửa đổi Nhậm Phi Phàm đi qua, Diệp Thần trả một cái giá thật là lớn, cửu thiên bàn long trụ cùng siêu thiên bảng hiệu hiến tế đi, hắn lại tự chém một tay, tinh đạo long nữ thần hồn cũng bùng cháy hầu như không còn, mới đổi lấy Nhậm Phi Phàm tân sinh. Phật Tổ cũng sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Lập tức đem hắn khiêng ở đầu vai bên trên, bước nhanh ra bên ngoài bay đi. Diệp Thần rất nhanh liền ngất đã ngủ. Mà tại Diệp Thần sau khi rời đi, Nhậm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, cùng Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể cùng một chỗ, hợp lại hướng về Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần chém giết mà đi. Một trận đại chiến chấn động thế gian, tiếp tục tại Tinh Không Thần Sơn bùng nổ. Bất quá trận đại chiến này, Diệp Thần là không thấy được. Toàn bộ không không lúc nào không. Đều đang rung động, chẳng ai ngờ rằng, trận này tinh không tranh bá thi đấu, cuối cùng lại sẽ phát triển đến nước này. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mơ mơ màng màng theo trong ngủ mê tỉnh lại, hắn vừa tỉnh dậy, liền cảm giác đến bờ môi một hồi ôn nhuận, mở mắt xem xét, lại có một cái tuyệt mỹ thiếu nữ tại hôn hít lấy chính mình, từng sợi ấm áp dược dịch, theo thiếu nữ kia trong miệng đỏ, chảy xuôi đến trong miệng của hắn. Khục! Diệp Thần buồn bực ho một tiếng. Thiếu nữ kia chấn kinh đứng lên, xoa xoa chính mình khóe miệng dược dịch, kinh hỉ kêu lên, a, ca ca, người tỉnh rồi. Thiếu nữ chính là ngôi sao nhỏ, nguyên lai là nàng dùng miệng đối miệng phương thức, vì Diệp Thần uống thuốc. Diệp Thần ngẩn ngơ, phát hiện mình đang nằm tại Thượng Hoàng Thiên Cung gian phòng trên giường, hắn chống đỡ cánh tay ngồi dậy, phát hiện mình chỉ còn lại có một đầu cánh tay phải, cánh tay trái trống rỗng, tay cụt vết thương chặt chẽ bị băng bó lấy. Ngôi sao nhỏ, là ngươi. Ta hôn mê bao lâu? Diệp Thần vừa mới tỉnh lại, trong óc còn có chút mờ mịt, chẳng qua là thấy tay cụt vô cùng đau đớn, kỳ thật không phải vết thương đau đớn, là thân thể trật tự xuất hiện băng thiếu, đại đạo không được đầy đủ mang tới đau đớn. Hắn vì cứu sống Nhậm Phi Phàm, trả giá quá lớn. Gãy mất cánh tay, mong muốn khôi phục, quá gian nan. Hiện tại dựa vào Diệp Thần pháp lực, kỳ thật đơn thuần muốn cho tay cụt mọc ra đến. Cũng có thể làm được dễ dàng, nhưng không có ý nghĩa. Khí huyết đã hao tổn, thân thể trật tự đã xuất hiện băng thiếu, nếu như không có đầy đủ bổ dưỡng, đơn thuần nhường đứt chi mọc lại, sau khi sống lại thân thể, cũng cùng tàn phế không sai biệt lắm, vô pháp đem thân thể băng thiếu trật tự chữa trị trở về. Hiện tại Diệp Thần chỉ muốn biết, chính mình hôn mê bao lâu. Ngôi sao nhỏ nói, ca ca, người hôn mê có 3 ngày. Diệp Thần lẩm bẩm nói, 3 ngày trôi qua sao? Nhậm tiền bối cùng Nguyên Thiên Đế bọn hắn thế nào, giết chết Hồn Thiên Đế sao? Diệp Thần hồi nhớ tới 3 ngày trước sự tình, Nhậm Phi Phàm dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chứng đạo thành công, tấn thăng siêu phẩm Thiên Đế, cái kia sẽ cùng Nguyên Thiên Đế liên thủ với Đại Chủ Tể, hẳn là có thể thay đổi chiến cuộc. Không có, bất quá chúng ta đánh thắng, Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần đều bị giết lùi, bản thân bị trọng thương. Nhậm Phi Phàm đại nhân nói, không không lúc nào không hẳn là có khả năng yên tĩnh nhất đoạn tháng ngày, gọi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngôi sao nhỏ mỉm cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, cũng biết Hồn Thiên Đế mạnh mẽ, nghĩ đơn giản như vậy liền giết chết, đó là không có khả năng, hiện tại có thể đánh thắng, đem Hồn Thiên Đế trọng thương giết lùi, đã là hết sức kết cục tốt đẹp. Nhậm tiền bối, hắn không có bị thương chứ? Diệp Thần lại hỏi. Ngôi sao nhỏ nói, không có. Nhậm Phi Phàm đại nhân nói, hắn có thể chứng đạo siêu thiên, đều là công lao của ngươi, hắn hết sức cảm ơn ngươi, gọi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi chặt đứt một cánh tay,
Nhậm đại nhân đang ở bốn phía giúp ngươi tìm kiếm khôi phục biện pháp đâu. Diệp thần là luân hồi chi chủ, luân hồi huyết mạch nội tình mạnh mẽ, hiện tại xuất hiện nghiêm trọng băng thiếu, mong muốn khôi phục lời, không biết muốn bổ sung nhiều ít thiên tài địa bảo đi vào, khả năng còn không có hiệu quả. Nhậm phi phàm tự nhiên không thể nhìn Diệp thần hy sinh, cho nên đang ở khổ tâm tìm kiếm khôi phục chi pháp. Diệp thần tâm bên trong ấm áp, nói, ngươi gọi nhậm tiền bối không cần tìm, ta có khôi phục cánh tay biện pháp. Ngôi sao nhỏ ngẩn ngơ, nói cái gì, ca ca, ngươi có thể chính mình khôi phục cánh tay sao? Diệp thần cười nói, đúng vậy, chỉ cần có thể tìm tới bạch hổ mảnh vỡ, cánh tay của ta liền có thể khôi phục. Hắn tâm tư linh mẫn, đối với mình tình huống thân thể, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hiện tại gãy một cánh tay, khí huyết hao tổn to lớn, thân thể trật tự cũng có băng thiếu, nhưng này băng thiếu, cũng không phải là không thể đền bù. Chỉ cần Diệp thần có thể tìm tới bạch hổ mảnh vỡ, mượn nhờ bạch hổ mảnh vỡ linh khí, hắn có lòng tin nhường tay cụt mọc lại. Bạch hổ mảnh vỡ, là thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ một trong, lúc trước theo thiên mẫu nương nương trong tay, Diệp thần liền được bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu, chỉ là sợ ảnh hưởng tranh tài phân tâm, hắn một mực không có mở ra mà thôi. Hiện tại Diệp thần phúc trí tâm linh, cảm giác được phá cục then chốt, liền là bạch hổ mảnh vỡ. Chỉ cần có thể dung hợp bạch hổ mảnh vỡ, Diệp thần có khả năng đạt được thiên đại tăng thêm, tay cụt khôi phục không là vấn đề. Ngôi sao nhỏ ngạc nhiên nói, bạch hổ mảnh vỡ, là thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ. Ca ca, người biết này mảnh vỡ hạ lạc. Thần giáp mệnh tinh là luân hồi thất tinh một trong, nếu như có thể thức tỉnh, hoàn toàn chính xác có thể cho Diệp thần có thiên đại tăng thêm. Diệp thần cười móc ra tọa độ cầu, nói, biết. Hắn đem tọa độ cầu mở ra, lập tức một bức hùng vĩ tranh sơn thủy, liền ánh vào trong mắt của hắn. Tọa độ kia cầu biểu hiện, bạch hổ mảnh vỡ, tại một cái gọi vọng hồ đạo tràng địa phương. Vọng hồ đạo tràng, hẳn là nơi này. Diệp thần thấp giọng nói, tại nhắc tới vọng hồ đạo tràng bốn chữ thời điểm, hắn quả nhiên thấy trong lòng một hồi hừng hực, thiên cơ dung chuyển, cái kia bạch hổ mảnh vỡ, hoàn toàn chính xác ngay tại vọng hồ đạo tràng bên trong. Oanh long long. Mà tại Diệp thần nhìn chăm chú tọa độ cầu thời điểm, luân hồi mộ địa lại truyền ra một cỗ chấn động, thuộc về đạo thiên đế khối kia mộ bia, tại kịch liệt run run. Cảm thấy được cỗ này chấn động, Diệp thần a một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ đạo thiên đế, cùng vọng hồ đạo tràng có quan hệ sao? Hắn thấy đạo thiên đế mộ bia bên trong, có một cỗ ý chí mãnh liệt mong muốn tô tỉnh, nhưng tựa hồ lực lượng lại không đủ, thủy chung vô pháp đột phá tỉnh lại. Ngôi sao nhỏ thấy Diệp thần thần sắc khác thường, hỏi ca ca, làm sao vậy? Diệp thần khoát khoát tay, nói, không có gì, ta chậm một chút sẽ đi vọng hồ đạo tràng một chuyến, tìm kiếm bạch hổ mảnh vỡ, để cầu khôi phục tay cụt, người cùng ta cùng một chỗ sao? Ngôi sao nhỏ nói, đó là đương nhiên a, ca ca, hiện tại ta cũng không có địa phương đi, người còn không tìm được nơi thích hợp an trí luân hồi sách a. Diệp thần cười khổ một giá tiếng, nói, còn không có, ngươi chờ một chút. Ban đầu Diệp thần muốn tìm địa phương, liền là đúc tinh long thần lãnh địa, long thần thiên uyên đảo. Nhưng long thần thiên uyên đảo tọa độ, hắn cũng không biết, vốn là gọi tinh đạo long nữ suy tính, nhưng bây giờ tinh đạo long nữ cũng hy sinh, hắn lại nghĩ cha ra long thần thiên uyên đảo hạ lạc, đã có thể khó khăn. Ngôi sao nhỏ nói, không có chuyện gì, ca ca, không cần phải gấp gáp, ngươi vừa dùng luân hồi sách cải biến nhậm đại nhân kết cục. Luân hồi thư linh khí hao tổn, cần thời gian khôi phục, tại khôi phục trước đó, chúng ta cũng không thể lại chế tạo. Diệp thần ừ một tiếng, sờ lên chính mình tay cụt ngắt lời, nói, vậy chúng ta chậm một chút liền đi vọng hồ đạo tràng một chuyến. Ngôi sao nhỏ nói, ca ca, chúng ta vẫn là trước dọn đi sơn thần giới đi, Phật tổ, Kỳ Thư Thanh tỷ tỷ, Hạ Nhược Tuyết tỷ tỷ bọn hắn tất cả đều bận rộn di chuyển đâu, Tôn Di tỷ tỷ thì tại bế quan dưỡng sinh, Phật tổ nói với ta. Gọi ta chờ ngươi tỉnh lại, liền gọi ngươi dọn đi sơn thần giới. Diệp thần trầm ngâm nói, còn có thể dọn đi sơn thần giới sao? Hắn nghĩ đến trước đó hồn thiên đế phục sinh, sơn thần giới đã gặp nghiêm trọng phá hư, khả năng không thích hợp di chuyển. Ngôi sao nhỏ nói, có thể a, sơn thần giới đại bộ phận địa phương, đích thật là bị san thành phế tích, nhưng địa mạch lại không có tổn hại, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà lại tinh không thần sơn không có bị phá hư, chúng ta chỉ cần dọn đi tinh không thần sơn là được rồi. Bất quá, tinh không thần chỉ ngươi còn không thể dùng, bởi vì trước mặt đại chiến,
Chúng ta chết quá nhiều người, đang cần điều động tinh không thần chỉ phục sinh người chết, muốn mấy ngày nữa mới có thể cho ngươi sử dụng, Phật Tổ nói. Trước đó cùng hồn thiên đế đại chiến, luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh hợp lại, đối kháng hắc ám hồn tộc cùng sửu thần tộc cường giả, thương vong quả thực là vô cùng thảm liệt nghiêm trọng, may mắn có tinh không thần trì, bình thường người đã chết có thể phục sinh. Nhưng một chút đỉnh cấp cường giả, chết đi sau liền không có cách nào sống lại. Diệp Thần gật gật đầu, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra sơn thần giới chịu phá hư, không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng là nguyên thiên đế kinh doanh nhiều năm địa bàn, nội tình quá thâm hậu, chỉ cần địa mạch không sụp đổ, hết thảy đều sẽ rất nhanh khôi phục. Chúng ta bây giờ đi sơn thần giới sao? Diệp Thần hỏi. Ca ca, Phật Tổ nói, gọi ngươi đã tỉnh liền đi qua, còn có, hắn nói núi tên thần giới không dễ nghe, gọi ngươi mặt khác đổi cái tên. Ngôi sao nhỏ nói, tên là rất trọng yếu, là trật tự biểu tượng, nếu luân hồi trận doanh di chuyển, sơn thần giới cùng sơn thần tái vô quan hệ, cũng không còn là chân lý sẽ địa bàn, vậy dĩ nhiên cần đổi một cái tên. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, đơn giản một điểm, liền gọi luân hồi tinh giới đi. Ngôi sao nhỏ nói tốt, ca ca, ta đây nói cho người bên ngoài á. Nàng đầu ngón tay khẽ động, ngưng tụ ra một phát tinh thần phù chiếu. Phù chiếu bên trên ấn có luân hồi tinh giới bốn chữ, sau đó trương thủ phi bắn đi ra. Này đạo tinh thần phù chiếu, hóa thành tinh quang, tại không không lúc nào không khuếch tán, không bao lâu, toàn bộ không không thời không người, đều biết sơn thần giới đổi chủ, từ nay về sau, liền là luân hồi trận doanh gia viên mới cùng địa bàn mới, kỳ danh là luân hồi tinh giới. Diệp Thần tại ngôi sao nhỏ nâng đỡ, ra khỏi phòng, chỉ thấy được toàn bộ Thượng Hoàng Thiên Cung. Đã là có chút quạnh quẽ, luân hồi trận doanh người, đại bộ phận đều di chuyển đi luân hồi tinh giới, bởi vì luân hồi tinh giới bị phá hư nghiêm trọng, sớm một chút rời đi qua, là có thể sớm một chút chữa trị gia viên. Cái này gia viên mới, có thể là Diệp Thần liều mạng thắng trở về, hết thảy luân hồi trận doanh người, đều là vô cùng quý trọng. Diệp Thần lại hỏi, ngôi sao nhỏ, chúng ta dọn đi sơn thần giới, không, luân hồi tinh giới, cái kia nguyên thiên đế tiền bối bọn hắn đâu? Ngôi sao nhỏ nói, người nói chân lý sẽ a, ngô, chân lý sẽ người, vậy dĩ nhiên là dọn đi Mỹ thần địa bàn á. Nguyên thiên đế nói, hồn thiên đế rất mạnh mẽ, chủ yếu là cái kia long xào hồn tộc thế lực rất mạnh mẽ, một mình hắn đánh không lại, cho nên cần liên thủ với Mỹ thần. Hiện tại hồn thiên đế bị trọng thương, đoán chừng sẽ ngủ say một quãng thời gian, nhưng nguyên thiên đế cũng thụ thương, hắn cũng cần điều dưỡng. Tóm lại. Tiếp xuống không không lúc nào không, tính là có thể yên tĩnh từng cái. Hồn thiên đế dưới trướng, có 9 đại hắc ám hồn tộc, dùng long xào hồn tộc cầm đầu. Long xào hồn tộc thế lực nội tình cường thịnh, nếu như dốc hết toàn lực, thậm chí đủ để uy hiếp được nguyên thiên đế. Cho nên, nguyên thiên đế không dám có chút chủ quan, hắn cần hòa Mỹ thần thế lực liên hợp. Ngôi sao nhỏ lại nói, ca ca, chúng ta luân hồi trận doanh, cũng sẽ cùng nguyên thiên đế kết minh liên hợp a. Vậy chúng ta ưu thế rất rõ ràng a, Nhậm Phi Phàm đại nhân đều là siêu phẩm thiên đế, nhưng ta xem nguyên thiên đế biểu lộ giống như hết sức ngưng trọng bộ dáng, tựa hồ không thế nào lạc quan. Diệp Thần cười cười, sờ lên ngôi sao nhỏ đầu, nói, đó là tự nhiên, cái này không không lúc nào không, cũng không phải chỉ có chúng ta hòa hồn thiên đế hai nhà thế lực, còn có cổ tinh môn, tử thần giáo đoàn, hồng quân lão tổ nhóm thế lực nhìn chằm chằm đây. Ba ngày trước hồn thiên đế phục sinh. Chuyện đột nhiên xảy ra, hai bên thuần túy chém giết, vậy cũng không có gì, nhưng bây giờ, thế lực khắp nơi có chuẩn bị, nếu là chúng ta lại chém giết, người đoán bọn hắn có thể hay không đục nước béo cò. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 544.